Thưa đại chúng là không biết các vị có thấy tôi ngồi đây là một cực hình hay không? Các vị thì ngồi thong thả, không có bị chói mắt, còn tôi thì ngồi nhiều bóng đèn nó rọi vô. Có điều đáng tiếc là ví như nó rọi suốt tới tâm thức của tôi, nhìn thấy cái sự vận hành của tâm tôi thì nó hay biến mấy. Còn lần này nó chỉ làm cho chói mắt mình thôi, nó không rọi được vào bên trong của mình. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2010. Chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Di Ma Cật. Và dường như chúng ta đã học được 6 vị Bồ Tát rồi trong cái phẩm Bất Nhị Pháp Môn. Hôm nay mình sẽ đi vô vị thứ 7, tức là Bồ Tát Diệu Tý. Mình đọc một đoạn vô đây cho hết trang này, các vị dò theo. Bồ Tát Diệu Tý nói: Tâm Bồ Tát tâm sinh văn là hai. Quán tướng của tâm vốn không như huyễn như hóa, thời không có tâm Bồ Tát tâm sinh văn. Đó là vào pháp môn không hai. Vị thứ 8 là Bồ Tát Phất Xa nói: Thiện bất thiện là hai. Nếu không khởi thiện và bất thiện vào gốc không tướng mà thông suốt được, đó là vào pháp môn không hai. Tôi không biết là đoạn này các vị nghe có thấy nó dễ hiểu không? Vô lý là ông Bồ Tát nào mình cũng giải thích vậy sao? Thông qua vài ông cho nó khỏe rồi mình đi tới. Thưa các vị, là trước khi đi vô cái văn học Kinh Di Ma Cật, tôi nghĩ là cái điều chia sẻ gần gũi nhất để chúng ta thử thực tập vào những buổi đầu trước khi học Kinh Di Ma Cật, đó là chúng ta thực tập an tĩnh tâm, hay là trú tâm, hay là nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Cái điều này thưa đại chúng là nghe rất là bình thường. Các vị đến nơi nào các vị cũng nghe các thầy trong truyền thống của thiền Vipassana, hoặc là thiền tứ niệm xứ, hoặc là các cái trung tâm tu học đều dạy chúng ta nhiếp tâm trong hơi thở để thở vào, thở ra. Thế nhưng mà bài kinh này được Đức Thế Tôn dạy trong một cái bối cảnh rất là quan trọng. Lần đó Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ kheo quán về bất tịnh quán. Các thầy khởi quán chiếu và thấy chán cái thân vô thường vô cùng, nó ô uế quá, nó đáng nhòm gớm quá, cho nên các thầy nhờ người ta giết dùm. Một số các thầy tỳ kheo chết trong mùa ăn cư đó rất là đông. Và sau khi Đức Thế Tôn độc cư thiền tịnh trong 3 tháng ăn cư xong rồi thì Ngài về thấy tu viện sao thưa vắng. Hỏi ra là A Nan nói: Và bạch Thế Tôn, Thế Tôn dạy các thầy một cái pháp hành làm cho các thầy ngao ngán thân ô uế, cho nên các thầy nhờ người khác quỷ hoại dùm sinh mạng của họ. Xin Thế Tôn từ bi dạy cho đại chúng một cái phương pháp nào để có thể an lạc, để có thể có được niềm vui, để có thể nương cái lực tinh tấn của thân an tâm lạc mà thành đạt được chánh giác. Sau đó Thế Tôn dạy một bài kinh là xuất tức nhập tức niệm. Trong văn học A Hàm thì người ta dịch là xuất tức nhập tức niệm, tức là niệm hơi thở vào hơi thở ra. Và nếu cái từ Việt dịch chính xác đó là nhận biết hơi thở vào hơi thở ra. Và thưa đại chúng là nếu các vị đọc trong Trung A Hàm, đọc trong Tạp A Hàm, hay là Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, đều có bài kinh này, tức là bài kinh niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Và cái điều mình chia sẻ lại đây đó là bài kinh này được nói trong một bối cảnh rất là quan trọng. Đó là một số các thầy nghĩ lầm lời Đức Thế Tôn dạy là thân vô thường đáng chán, và sau khi họ hủy bỏ thân mạng của họ thì được đánh đổi bằng một bài kinh này, đó là bài kinh thở vào thở ra thôi. Thì cái bối cảnh để có mặt bài kinh này nó rất là quan trọng như vậy, tức là Đức Thế Tôn dùng cái bài kinh này để làm cho đại chúng lắng dịu những cái tâm hành sao động là một, có được niềm vui, có được sự an lạc là hai, và xây dựng cái nền tảng rất là vững vàng, rất là căn bản, làm cái bệ phóng để cho các thầy chứng thánh quả A-la-hán là ba.
Thế thì thưa đại chúng là chúng ta nghe cái bài thở vào thở ra chúng ta tưởng thường chứ không phải thường đâu. Và nếu mình kiên trì thực tập chỉ một cái pháp thực tập này thôi thì thưa đại chúng là thành đạt được quả vị, chứ không phải là các vị chỉ chứng nghiệm được cái tầng cạn, đó là có được cái thân an, có được cái niềm vui của sự hỷ lạc trong cuộc sống đời thường thôi đâu. Giản dị là thế này, giản dị là ban đầu mình chỉ làm mỗi việc là đem tâm an trú ngay nơi hơi thở để nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Có thể giai đoạn đầu nó rất là cực nhọc, do vì chúng ta hay quên, để cho hơi thở một nơi và sự nhận biết của chúng ta nó đi một nẻo. Thế rồi các vị kiên trì thực tập dần thì hơi thở và sự nhận biết của các vị nó dính liền nhau, nó không rời lúc nào cả. Và khi nó dính liền nhau thì cái hệ quả tất nhiên phát sinh đó là năng lượng đời sống của mình nó không có tiêu hao một cách vô ích. Tâm thức mình nó dừng lại bây giờ và ở đây, nó không có chạy lung tung. Hay nói một cách khác, đó là những cái lo lắng, buồn phiền, bất an, xao động, ưu tư, trần tục của các vị tự nhiên nó rơi rụng rất là dễ dàng, rất nhẹ nhàng thôi. Và mình an trú trong cái pháp thực tập này lâu dần nó thuần rồi thì sẽ tới một lúc là các vị không cần phải dụng công gì cả, cố ý gì cả. Tự nhiên là mỗi hơi thở đi vào đi ra, cái sự nhận biết của các vị nó luôn có mặt ở đó. Và tới lúc này rồi thì cái điều phát sinh tất nhiên đó là tất cả những cảm thọ của các vị như buồn, như giận, như ghét, như thương nó đến nó đi thì các vị cũng dùng cái năng lực nhận biết thấy nó rất rõ ràng thôi, chứ không có cần dụng công gì khó khăn cả. Và không có một cái trách cứ buồn phiền là tại sao tôi biết cảm thọ đến và đi, tôi là người biết, nó là cái bị biết mà nó không có chịu biến mất. Không có cái chuyện buồn phiền vậy đâu, không có cái sự thắc mắc như vậy nó phát sinh. Tại vì cái tiến trình tất nhiên là khi các vị nhận biết hơi thở vào hơi thở ra và nó thuần thục, nó nhuần nhuyễn rồi thì tất cả mọi cảm thọ sinh ra trong các vị nó cũng là một loại như hơi thở sinh nhiệt, nó mịn hơn tí thôi. Và các vị lúc bấy giờ an trú nơi cái nhận biết. Và cái tiến trình này thưa đại chúng là nó phát triển rất là tự nhiên, chứ không có gì khó khăn cả. Nó là con đường tất định, nó phải như vậy thôi. Cho nên cái pháp thực tập Đức Thế Tôn chỉ một phương pháp giản dị là nhận biết hơi thở vào hơi thở ra thôi. Nó là cái nền xây dựng nên thánh quả cho các vị A-la-hán ngày xưa, chứ không phải là một phương pháp giản dị để chúng ta thực tập rồi chúng ta nếm một chút niềm vui của cuộc đời đâu. Đó là một phương pháp để đẩy đời sống chúng ta thành một bậc thánh. Thế mà mình chưa có đủ niềm tin cho nên mình thấy nó rất là sòn. Mình cứ tưởng là phải học, phải tu cái gì cao xa. Thưa các vị, không cần cao xa gì cả. Mọi cái lý giải của kinh văn đại thừa để chúng ta có được một cái năng lực của tuệ giác, quét sạch đi cái cố chấp bản ngã lâu đời của chúng ta, để sớm an trú trong cái vùng tâm Phật bất động thôi. Nhưng mà mọi điều chúng ta lý giải dù có cao siêu mấy hay ho mấy, nhưng mà cái vấn đề căn bản sự thực tập mà chúng ta không làm thì thưa các vị, không có định lực, không có làm cho đời sống mình mỗi ngày mỗi vươn lên được. Mình giải trên lý thôi, và cái sự thực tập của mình nó còn rất là yếu. Cho nên thưa các vị, sẽ có một lúc nào đó các vị cảm thấy như giáo lý đạo Phật nó không có cụ thể, hiểu cho vui thôi, và nó trở thành một hệ thống triết lý, nó tăng trưởng kiến thức của chúng ta, tăng trưởng sự hiểu biết của chúng ta mà thôi, chứ nó không thực sự cứu được mình. Và giáo lý đạo Phật đúng nguyên tắc là phải cứu được đời sống chúng ta, giúp ta vượt ngang qua sầu khổ bất an hiện đời, mang các vị đặt lên cái vùng đất an lạc ngay nơi thân tâm này, rồi mang các vị từ cái thân phận của một chúng sinh nổi chìm trong ba cõi đặt lên quả vị niết bàn. Đó là con đường thánh. Cho nên cái sự căn bản ban đầu chúng ta thiết lập cho vững vàng, và mình giải thích điều đó để các vị có một cái niềm tin là thở vào thở ra nó rất là quan trọng. Nó là nền tảng của tất cả truyền thống thiền, chứ không riêng gì truyền thống thiền tứ niệm xứ.
Và trong kinh Văn A Hàm, thưa các vị, có vài bài kinh tuyệt vời quan trọng thôi, nó làm nền tảng cho mọi cái phát sinh trí tuệ. Đó là như kinh Tứ Niệm Xứ là một, kinh Xuất Tức Nhập Tức Niệm là hai, kinh Đại Niệm Xứ là ba. Và những cái trung tâm tu học lớn của các truyền thống Nam truyền, thưa đại chúng, là họ chỉ căn cứ trên ba cuốn kinh đó dạy thiền thôi, chứ không cần nhiều đâu. Và chúng ta cũng thế, chúng ta cũng không cần thực tập nhiều pháp môn. Các vị chỉ cần an trú tâm được ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở vào hơi thở ra thôi. Và khi cái năng lực tu mình nó dâng lên thì sẽ tới một lúc nào đó các vị thấy rất là tự nhiên, đó là sự nhận biết nó gắn liền với hơi thở. Rồi sẽ có một lúc là ta không cần dụng công nữa, mà tự nhiên là cái nhận biết của chúng ta nó chói sáng, không có một phút giây nào vắng mặt cả. Và khi cái trạng thái tu mình đạt được như thế rồi thì mọi buồn phiền giận tức bất an nơi tâm thức các vị sinh khởi, thì các vị liền là cái nhận biết, mọi thứ là cái bị thấy thôi à. Lúc bây giờ thì năng lực trí tuệ của các vị tự nhiên rất là hùng hậu. Và mình càng bước vào sự tu tập bấy nhiêu thì cái niềm tin của mình càng vững chắc bấy nhiêu. Vững tin rằng vận mệnh mình nắm trong tay, vững tin rằng mình quét sạch phiền não khổ đau bằng cái nhìn của nhận biết nơi tâm thức thôi. Rồi mình dần dần sẽ vững tin rằng ngay một đời này mình chấm dứt được cái cuộc sống lang thang trong ba cõi sáu đường, nổi chìm sinh tử, chắc như vậy thôi. Đó là những điều mà từ cái nền căn bản của cái bệ phóng về cái bài kinh Xuất Tức Nhập Tức Niệm. Và giản dị nhất một điều là các vị đang ngồi học đây, mà nếu khi nào thầy Phước Tịnh nói nghe chán quá thì các vị cũng nhập tức xuất tức niệm, cái gì chán. Không nói chuyện vào không, chúng ta ngồi thảnh thơi, cứ thở vào thở ra thôi. Và thưa các vị, rất là thoải mái. Thì giờ qua rất là nhanh, thưa đại chúng, các vị có được một cái cách thực tập thế thì một ngày đi qua cái vèo. Và không có cái thì giờ nào là thì giờ trống trải để cho buồn chán nó xâm nhập đời sống ta cả. Đó là đôi điều mình chia sẻ trước khi đi vô vài đoạn kinh rất là khô khan khó hiểu ở trong kinh Di Ma Cạch. Và chúng ta đi vào cái bài kinh này. Thưa đại chúng, là cái tên của vị Bồ Tát này nghe cũng hay hay. Diệu Tý là gì? Tý là cánh tay, thưa các vị. Cánh tay từ đây tới đây gọi là Tý. Diệu Tý. Tý không phải là tuổi con chuột đâu. Tý là gì? Tý là cánh tay. Diệu Tý này cũng như là cánh tay. Diệu tức là màu nhiệm tuyệt vời, hay ho. Tên của vị Bồ Tát này nói cái gì, gợi ý cho chúng ta điều gì? Trong nguyên văn thì Bồ Tát tâm thinh văn tâm vi nhị, quán tâm tướng không, như quyển như hóa. Vô Bồ Tát tâm, vô thinh văn tâm, thị bất nhị pháp môn. Đầu tiên mình giải thích cái chữ diệu tí này trước. Một cánh tay mà khỏe mạnh thì nó có năng lực là động dụng thư thái, làm được mọi việc. Cái tay bình thường của mình đó, cánh tay anh mà nó có sự cố gì thế thì anh không có điều động được. Thế nhưng mà cái cấp độ cao hơn cánh tay khỏe mạnh đó là cánh tay khéo, phải không? Có những người có bàn tay rất là khéo cùng sự việc đó, thế nhưng mà họ đặt bàn tay họ vào thì sự việc đó trở thành hay ho, 5-7 cành bông rất là đẹp. Thế nhưng mà đưa tôi cắm thì tôi cắm không thành một bình hoa đẹp. Nhưng mà đưa cho một người nào đó thì họ cần một cành bông thôi, thưa các vị. Họ bẻ vài cái cành cây khô bên ngoài không ai màng đến, họ cắm thành một bình hoa đẹp. Thế thì cái diệu tí nghĩa thâm sâu đó là một bàn tay rất là khéo. Nhưng mà chưa đủ nói lên diệu tí của Bồ Tát. Diệu tí Bồ Tát là gì? Có cánh tay đầy đủ những cái phương tiện để độ sinh gọi là diệu tí. Thông thường có hai phần, một là quyền, hai là thật. Tức là Bồ Tát này có hai năng lực màu nhiệm,
mà người ta không thể bị được. Thứ nhất là dùng rất là nhiều phương tiện để giúp người khác thành đạt được cái sự tu tập, là dùng quyền pháp, tức là dùng những cái phương tiện hay khéo giúp đỡ cho người ta, gọi là đủ cái cánh tay của quyền môn. Điều thứ hai, nếu người ta vận dụng quyền môn, tức là vận dụng những cái phương tiện hay khéo mà xa với cái sự chân thật, thì thưa các vị, nó trở thành lừa dối chứ không phải là một phương tiện độ sinh. Cho nên cái nền của phương tiện độ sinh nó phải có cái đức chân thật ở bên trong. Thế thì cái người mang cái tên Diệu Tí này có hai phẩm chất: một là có đầy đủ phương tiện, thứ hai là cái thực chất bên trong nó được xây dựng trên cái nền tảng cạn là thiện tâm, sâu hơn là bồ đề tâm, sâu hơn nữa là đặt trên cái nền tảng của tâm Phật để làm mọi thiện sự, để làm mọi phương tiện, cho nên gọi đó là Diệu Tí. Không biết nó có đủ dễ hiểu không? Tôi cứ ngần ngại là cứ mỗi ngày tôi thấy dường như thính chúng có nhiều người mới. Và thưa đại chúng là đa phần các vị có một số người chưa quen với những cái từ ngữ Hán Việt đó, nhất là từ ngữ trong Kinh Văn. Cho nên mình rất là dài dòng là lý do ấy. Mình cứ sợ là những cái điều truyền đạt của mình nó không có làm sáng nghĩa để các vị dễ hiểu. Mình giải thích và mình dùng một cái ví dụ về quyền và thật như thế này. Thật pháp đó là những viên thuốc rất là đắng để trị bệnh cho các vị. Thế nhưng mà có thói quen chúng ta là thuốc đắng thì chúng ta không thích uống đâu. Cho nên quyền đó là phải bọc đường lại cái viên thuốc đắng, phải không? Nhưng mà nếu anh chỉ bọc đường mà trong kia nó không có cái phẩm chất, nó không có cái dược tính để trị liệu á, thì đó là một sự lừa gạt. Còn nếu thực sự bên trong nó có một loại thuốc đắng trị lành bệnh, nhưng mà bên ngoài vì lý do để dễ uống, lừa gạt anh để cho anh uống cho hết bệnh thôi chứ không có chi lạ, cho nên người ta bọc đường lại. Và người có đủ hai cái năng lực như vậy, có hai cái tính chất như vậy và thông minh đủ để làm được việc đó thì gọi là Diệu Tí. Thế thôi, đó là mình giải thích cái từ Diệu Tí. Và thông thường đời sống chúng ta và những người tu chúng ta có thói quen là mình chưa đạt được cái trình độ như vậy mà mình nghĩ rằng mình có thể làm được như vậy. Và vô tình những cái điều mình làm đó là những viên đường chứ không phải là bọc thuốc bên trong mà đường ngoài, lừa gạt người ta ăn đường cho nhiều để nó bệnh mà thôi. Cho nên thưa các vị, có những trường hợp dùng quyền pháp độ sinh, ví dụ như mình vận dụng làm cái điều này vì đạo, làm điều kia vì đạo, làm điều nọ là vì lợi sinh, vì người, vì muốn bảo vệ Phật pháp, muốn đạo lý được trường tồn vân vân, nhưng mà thực chất bên trong cái thật anh không có, anh chỉ có những cái ngôn ngữ rất là kêu bên ngoài thôi. Và dần dần nó hình thành một tổ chức chứ đâu phải là một cái sinh hoạt tôn giáo thực sự, một cái sinh hoạt tâm linh thực sự. Thì trường hợp đó ta gọi là có quyền mà không có thật. Nó là một viên đường chứ không có phải là viên thuốc bọc đường. Hai điều này nó rất là khác và nó gần nhau vô cùng. Đôi khi mình không có con mắt trạch pháp, không có con mắt tu để lựa chọn đó, cho nên mình bị người ta cho ăn đường chứ không có biết rằng chất đường này nó tác hại vô cùng. Trong khi nếu thực sự người có được năng lực tu thì họ sẽ dùng thật pháp trị liệu và bọc một chút đường thôi, vừa đủ để anh nuốt qua cuốn cổ thôi chứ nó không nhiều hơn được. Nó vừa đủ ngọt để nó đừng làm kinh sợ anh thôi chứ nó không có tác dụng phụ nơi tự thân. Và thưa các vị, tôi mới vừa đọc một bài rất là hay, pháp ngữ của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có pháp ngữ rất hay. Và cái pháp ngữ này nó cũng ứng dụng với điều kiện. Có một người tới hỏi Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn: thưa Thầy, tại sao Thầy không về Kinh Đô để giảng pháp? Và thưa các vị là Ngài Hoằng Nhẫn ở sông Phong Sơn gầy dựng nên cái Đông Lâm, Đông Sơn Pháp Môn, tức là dòng chảy đầu nguồn của Tổ Huệ Năng. Lúc bấy giờ Kinh Đô Lạc Dương rất là nhộn nhịp và đa phần người ta muốn làm đạo, người ta đều chọn những cái vùng văn hóa nó dễ làm đạo. Chứ trên núi vắng thì nói cho ai nghe, vài ba người thôi.
Ví dụ như các thầy muốn làm đạo hay là muốn giảng kinh, muốn thuyết pháp thì về quận ca này, nó có cộng đồng người Việt. Cho nên người ta đặt câu hỏi với Ngài Hoằng Nhẫn, tại sao Ngài không về kinh đô, những cái nơi phồn hoa đô hội giảng kinh thuyết pháp? Ngài Hoằng Nhẫn trả lời một câu mình nghe rất là đau. Ngài nói là ông hãy nhìn coi những cây lương đóng của triều đình, tức là những cây cột trụ cao nhất để nó chống đỡ nguyên cả một mái nhà, những cái dây kèo đủ mạnh, đủ lớn, đủ cứng, nó rất là dài để đỡ một mái ngói, đều là những loại gỗ tốt, hiếm quý, và loại gỗ này tìm trong rừng sâu mới có, phải không? Tại vì cái người thợ rừng nào họ cũng đi vô rừng đốn củi từng ngày, cho nên tất cả những cái cây mọc có bìa rừng, có ven rừng thì bị nó đốn trụi, không hề có một cây lớn nào mọc ngoài bìa rừng cả. Người ta muốn tìm những cái cây để chống đỡ một cái mái điện đường nguy nga hoành tráng, người ta phải tìm tới trong rừng sâu mới tìm được cái cây đó. Mà nếu đời sống của người tu mà chỉ lao sao phố thị, mình nói nó lỡ có đụng chạm nhau thì cũng xin các vị tha cho nha. Thưa ông, có cái điều kiện hàm dưỡng ở núi rừng, không phải là những cái cây mọc trong hang sâu động vắng thì không thể thành một cái cây để làm lương đóng cho quốc gia được. Nếu trong đạo thì không thể trở thành một cái loại cây cao bóng mát rườm rà để che chắn cả một vùng sơn khê được. Đó là lời pháp ngữ ngũ tổ. Và thưa đại chúng là điều này nó rất là ứng hợp với đời sống của ông. Ông không bước khỏi tông sơn bao giờ, ấy vậy mà dòng chảy của ông nó chảy rất là dài, mãi tới bây giờ vẫn còn dòng chảy của thiền tông. Tại vì ông sinh ra được hai vị kỳ vĩ long tượng cho chúng Già La, một là Lục Tổ Huệ Năng, hai là Thần Tú. Và mình cứ nghĩ Thần Tú là một người không có giúp ích gì cho Phật giáo phát triển ở phương Bắc. Thưa các vị không, Thần Tú là một bậc thầy, một bậc quốc sư của ba triều đại đế vương nhà Đường. Từ ở trước cửa ngõ môn đi vô, thênh thang vô, tướng của ông rất là uy nghi, hùng vĩ. Đạo hạnh của ông chói sáng, nữ hoàng Võ Tắc Thiên thấy ông là sụp lại. Và đời của nữ hoàng, con của nữ hoàng và cháu nữ hoàng đều là môn đồ của Thần Tú cả. Và từ cái chuyện sử liệu đó mình dẫn ra để quy chiếu về một điều, thưa các vị, muốn có được quyền pháp, tức là muốn có được cái phương tiện màu nhiệm và cái khả năng hay khéo để trên con đường làm đạo độ sinh, đó cái điều cần phải có đầu tiên là anh có nỗ lực tu thật cái đã. Cái thật nó có bên trong anh, tức là cái phẩm chất của thuốc trị liệu nó có thực trong anh rồi thì anh có thể bọc đường hay bọc cái loại gì cũng được. Còn nếu thực chất anh chưa có thì coi chừng chúng ta chỉ lừa gạt nhau ăn đường thôi, chứ không có trị bệnh được gì cả. Và từ cái điều này quy chiếu là người xưa như Ngài Diệu Tí này, Ngài thành đạt được con đường quyền trí và thật trí qua cái công năng tu tập. Cho nên đến lúc mà Di Ma Cật hỏi ông chứ, xin Ngài nói cho tôi biết làm thế nào để đi vào cửa Bất Nhị Pháp Môn, thì ông đưa ra một cái pháp môn, một cái cách tu rất là chính xác để cho chúng ta nương vào đó chúng ta tu. Cấp độ cạn đó là gì? Thinh văn tâm, Bồ Tát tâm là hai, phải không? Cấp độ cạn mà. Thinh văn, Bồ Tát. Cấp độ thứ hai là siêu việt hai tâm hành trên. Ngay cái chỗ siêu việt này thì anh mới nhập vào Bất Nhị Pháp Môn. Thưa đại chúng, là đầu tiên mình chia sẻ về thinh văn tâm và Bồ Tát tâm trước, rồi mới nói đến cái trạng thái siêu việt của thinh văn và Bồ Tát. Thế nào là tâm thinh văn? Tâm thinh văn đó là cái tâm rất là kinh sợ nỗi tử sinh, một lòng muốn vượt thoát con đường sinh tử thôi. Lanh quanh trong ba cõi sáu đường rất là mỏi mệt, cho nên rất là sợ, rất là chán, rất là kinh khủng con đường chết đi sống lại, cho nên mong muốn vượt thoát, trốn chạy thôi. Đó là thinh văn tâm. Bồ Tát tâm thì thưa các vị, phát đại bi tâm, muốn đi vào trong cõi tử sinh, thề là nếu còn một chúng sinh nào
nổi chìm trong sinh tử thì con vẫn còn quay trở lại nhân gian để làm công việc giáo hóa độ sinh, gọi là Bồ Tát tâm. Thưa đại chúng, là hai cái tâm hành này nó cùng trên một bình diện thôi. Một đằng thì đi vào hướng đông, họ không đi vào hướng đông, họ quay ngược đi về hướng tây. Cho nên Bồ Tát và Thinh Văn cùng trên một bình diện, có điều hai hướng khác nhau thôi. Hướng thì đi về hướng này, người thì đi về hướng kia. Và siêu việt Thinh Văn Bồ Tát nghĩa là gì? Không đứng ở trên cái bình diện của độ sinh hay là trốn chạy gì cả, mà siêu việt lên trên. Hay là mình dùng cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ giống như cuộc sống đời thường của chúng ta là chúng ta đi về cái hướng của ham muốn nhân gian, thụ hưởng ngũ dục lục trần. Rồi đến một lúc nào đó mình cảm nhận được cái vô thường là một, cái đáng chán của thế trần là hai, cái phù hoa giả dối của đời sống nó đi ngang qua đời mình rất là nhanh, cho nên mình quay lưng lại, mình làm việc khác. Tôn giáo dạy mình, các truyền thống tâm linh bày cho mình, các thầy chỉ vẽ cho mình là thay vì anh lao vào cái hướng tham muốn và làm giàu thì anh hãy lao vào một hướng khác, đó là làm từ thiện nè, giúp đỡ mọi người nè, làm mọi công tác xã hội nè, vân vân. Thì thưa các vị, một hướng là đi vào cái nẻo tham muốn nhân gian, còn một hướng ngược lại là đi vào cái nỗi tham muốn của tôn giáo, cùng trên một bình diện tham muốn mà thôi. Và điều này nó rất là hữu lý. Tại sao? Một cái ví dụ rất gần mình nêu ra đây thì các vị thấy điều này nó rất là hữu lý. Chúng ta thấy là nhiều tôn giáo có mặt trên hành tinh này, người ta đều rao giảng giáo lý từ bi, bác ái, hòa bình, thương người, vì người, cứu người, mang niềm vui hạnh phúc đến cho con người. Thế nhưng mà cũng không thiếu cái chuyện là các tôn giáo giành nhau về cái chuyện độ tín đồ. Tôi phải làm nhiều hơn anh, người ta phải đến với tôi nhiều hơn, thế lực của tôi phải mạnh hơn. Thế thì cùng một bình diện mà thôi, có điều đi khác chiều chứ chẳng có gì khác nhau cả. Một đằng thì đi vào nỗi khổ, một đằng thì tìm một chút cái niềm vui do vì sự hiến tặng. Một hướng thì tìm cái niềm vui do sự thu thập vào, một hướng thì tìm cái niềm vui do sự cho ra. Một bên thì cho vào, một bên thì cho ra. Sở dĩ anh cho ra được là do cái chi? Anh thu vào trước rồi mới cho ra sau, có phải vậy không? Cho nên cùng trên một tuyến mà thôi, không có vượt thoát được. Vượt thoát khỏi bố thí, vượt thoát khỏi làm ác, siêu lên một tầng trên thì anh mới đạt đến cái trạng thái sự yên lặng, nghỉ ngơi, xả ly. Còn nếu anh vẫn còn là một người đang trên cái hướng này thì thưa các vị, chỉ là quay đổi một xoay chiều cái hướng mà thôi, chứ chưa thể vượt thoát được cái bình diện tham muốn. Bình diện tham muốn đó, nó trở thành vi tế, khó nhận biết do vì người ta mạ vàng những ngôn ngữ chữ nghĩa để sử dụng nó mà thôi. Và từ cái điều đó trở lại cái chuyện này, thưa các vị, Thinh Văn và Bồ Tát nó cũng như vậy, nó chỉ là hai hướng mà thôi. Cho nên cái hướng thứ ba đó là để thành đạt được một vị Bồ Tát thâm nhập vào cửa bất nhị pháp môn thì anh phải buông cả hai phần này xuống, siêu việt lên trên, thì anh phải thành đạt được, mới siêu việt được, mới chứng nghiệm được, mới đi vào được cái cửa niết bàn lòng lộng và được gọi là nhập vào bất nhị pháp môn. Đó là vị thứ nhất. Nó có đủ dễ hiểu cho các vị chưa? Hay là cái ví dụ gần nhất trong cái sự thực tập của chúng ta là thế này. Tâm sức của mình nó cứ thả trôi bồng bềnh theo cái chuyện vẩn vơ suy nghĩ. Rồi một hôm mình bị mấy thầy dụ khị, nói rằng là để cho tâm sức nó nổi trôi bồng bềnh, nó hao tán năng lượng vô cùng, nó làm cho anh giảm thọ. Mỗi lần anh giận là anh tự sát. Ví dụ như đó là cái điều mà thầy Phước Tịnh ông hay hù dọa người ta đó. Giận là tự sát, buồn cũng là một loại tự sát chậm. Cho nên mình nghe mình rất là kinh sợ, cho nên mình nỗ lực mình thực tập cái cách mà Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy, đó là hết lòng nhiếp niệm trong hơi thở vào hơi thở ra. Thì mình đang làm cái gì? Thưa các vị, lặng hướng ngược lại. Và trong quá khứ mình đi về cái hướng này
nó mạnh bao nhiêu thì cái lúc quay trở lại các vị cũng đi về hướng này, nó mạnh bấy nhiêu thôi. Như một quả lắc đồng hồ, nó đi qua bên này mạnh thì nó cũng đi lại bên này mạnh. Và cái điều này trong phạm vi của tâm thức ta, trong phạm vi đời sống ta, trong phạm vi của một đất nước, nó cũng giống như nhau thôi. Ví dụ như có một cái cơ chế đất nước nào đó mà họ đặt cái tình trạng là duy vật là duy nhất, sau đó có điều kiện họ cảm thấy cái điều đó nó sai lầm thì họ đi ngược lại quá trình duy vật đó, là họ cuồng tín hoặc mê tín là thứ hai. Rồi cái quả lắc đồng hồ nó đung đưa qua đung đưa về rất là nhiều năm, sau đó nó mới trung hòa lại, nó mới đứng ngay chính giữa. Cái sự cân bằng của ta cũng như vậy thưa các vị. Từ cái hướng các vị cực đoan này, rồi các vị quay về thì các vị cũng qua một cái hướng cực đoan khác là thứ hai. Rồi dần dần các vị mới tìm ra một cái con đường trung hòa dần dần. Đó là con đường của siêu việt cả nhị biên, siêu việt cả Thinh Văn và Bồ Tát. Và quy chiếu lại sự tu của chúng ta cũng thế. Chúng ta mới đầu ham tu, chúng ta ra sức rất là miệt mài, nghiến răng nghiến lợi. Tu làm sao cho tâm mình nó dính liền với hơi thở thôi, không để cho nó chạy đi đâu cả. Thế thì thưa các vị, cái năng lực tu của các vị nó càng mạnh bao nhiêu thì nó càng sai với pháp môn tu bấy nhiêu. Rồi dần dần mình khám phá ra mình tu dữ quá mà cuối cùng mình càng ngày càng sân si nhiều hơn, cho nên bắt đầu mình buông lỏng lại, dịu xuống, bớt cái lửa tu xuống một tí. Và nó cân bằng dần dần, các vị đi vào con đường thực tập dần, các vị thấy ồ, hóa ra cái sự nhẹ nhàng, thanh thản, buông lỏng nó lại làm cho mình an trú tâm rất là dễ. Thế rồi dần dần các vị mới điều chỉnh đến một lúc các vị không cần dụng công gì cả. Tự nhiên hơi thở các vị vào hay ra gì đều được cái sự nhận biết các vị soi sáng, không có bỏ sót một hơi thở nào cả. Đó là trường hợp mà chúng ta nó đã thuần rồi. Thì cái tiến trình Thinh Văn Bồ Tát là cái tiến trình của con đường tâm linh người ta phải đi ngang qua. Đầu tiên là sợ sinh tử. Rồi sau khi tu có được một chút niềm vui và an lạc, thấy được con đường trước mắt thênh thang, cái tự nhiên khởi phát lòng thương yêu, muốn cho nhiều người cùng tu với mình, đó là tâm trạng Bồ Tát. Và tôi chưa nói tâm trạng Bồ Tát nó xa vời, tâm trạng của chúng ta cũng giống như thế. Các vị đã từng đi ngang qua cuộc đời vướng nhiều khổ đau rồi, cho nên có một lúc các vị bật sáng, các vị giác ngộ được, các vị làm gì? Rất là mong muốn mọi người đừng có đi cái con đường mình nữa, ép người ta phải tu thôi à. Giống như người ta no rồi mà cứ bắt người ta phải ăn thôi, các vị làm sao mà ăn được. Thì cái tâm tình của các vị Bồ Tát cũng đi con đường này. Và bao giờ cái cân bằng tâm thức nó đến với các vị do các vị tu tập và nâng tâm thức lên dần dần nó chín mùi, thế thì tự nhiên người ta bắt đầu buông lỏng xuống tất cả những cái căng thẳng của việc ham tu. Nó có sự thư giãn, nó có sự an hòa. Thế thì siêu việt cả con đường của Bồ Tát và Thinh Văn, gọi đó là người vào cửa bất nhị pháp môn, chứ chẳng có gì lạ cả. Cái vị thứ hai đó là ngài Phất Xa. Thiện bất thiện là hai, nếu không khởi thiện và bất thiện vào gốc không tướng mà thông suốt được, đó là vào pháp môn không hai. Thưa đại chúng, là cái câu của ngài Phất Xa này nó rất giống, rất là gần với thiền tông. Nếu các vị nhớ lại một công án của Tổ Huệ Năng thôi thì câu này rất là gần. Ở trong nguyên văn chữ Hán nó có một chữ rất là quan trọng: thiện bất thiện vi nhị, nhược bất khởi thiện bất thiện, nhập vô tướng tế, nhi thông đạt giả thì nhập bất nhị pháp môn. Thưa đại chúng, là cái này nó có tới nhiều tầng. Tầng đầu tiên á, đó là thiện bất thiện nó vốn là hai, phải không? Thiện thì bao giờ nó cũng mang đến cho chúng ta một cái niềm vui, mang đến quả lành. Bất thiện thì bao giờ nó cũng mang đến cho đời sống chúng ta, thứ nhất là cái nỗi buồn, sự hối hận, sự bất an, và cái quả đó là quả ác. Thế thì rõ ràng nó là hai rồi. Nhưng mà nếu không khởi thiện và không khởi bất thiện,
và vào đến cái bờ mé của vô tướng, tức là không khởi thiện, không khởi bất thiện, an trú ngay nơi cái trạng thái vô tướng của cái tâm không khởi đó, và thông đạt được nó thì vào pháp môn không hai. Cái này có dễ không? Mình dẫn một câu của ngài Lục Tổ Huệ Năng rồi mình chia sẻ với các vị thì dễ thâm nhập cái đoạn này. Các vị còn nhớ là lần đầu tiên Tổ Huệ Năng ôm y bát chạy về phương Nam ngang ngọn Vú Lĩnh, và trong chúng của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn có một người hồi xưa đó là quan chức của triều đình, một võ tướng, cho nên ông phi ngựa trước cả bao nhiêu người rượt theo Lục Tổ Huệ Năng. Và đến vùng núi kia nghe cái tiếng ngựa hí vang phía sau lưng, cho nên ngài Huệ Năng biết rằng có người rượt theo ta để đoạt y bát. Và ông ném y bát bên một cái tảng đá ở vệ đường. Ông nói rằng đây là tín vật của tổ truyền, nếu dùng sức mạnh, dùng quy quyền để cưỡng bức, để giật đi được thì cứ lấy. Và ông trốn phía sau trong bụi rậm nào đó. Và cái người rượt theo tên là Huệ Minh, thưa các vị. Huệ Minh tới thì dở y bát không lên, ông hốt hoảng, tâm ông tự nhiên nó bị chóng váng, và ông nghĩ có lẽ là không phải là vật bình thường đâu, đây là tín vật của tổ từ ngày xưa truyền lại, cho nên không thể dùng sức mạnh để cướp đoạt được. Cho nên ông nói là hành giả, hành giả, xin ông ra đây, tôi vì pháp tìm ông chứ không phải vì muốn đoạt y bát. Và cái từ hành giả, thưa các vị, có nghĩa là cư sĩ, cư sĩ. Ông hãy ra đây, tôi vì muốn rượt đuổi theo ông để học pháp của ông, để tu tập, chứ không phải tôi muốn giật y bát của ông làm chi đâu. Và chúng ta nghĩ rằng cái câu nói này không phải là câu giả vờ gạt Huệ Năng ra đâu, mà câu nói rất thật, do gì đã có một chút giác ngộ lóe lên từ tâm thức của ông. Một bằng chứng đó là khi Huệ Năng ra rồi thì Huệ Năng nói nếu thực sự ông vì pháp mà đến thì ông hãy nhiếp tâm, buông lỏng hết những cái suy tư trần trọc trong nay, những cái ưu tư phiền muộn hay là những cái suy nghĩ vẩn vơ đó, hãy lắng tâm thanh tịnh rồi nghe ta nói. Huệ Minh làm theo, phải không? Thế thì cái điều đầu tiên chứng minh đó là con người này cái tâm thức nó không còn cái hùng khí muốn ăn cướp cái y bát kia nữa, không muốn giết người nữa, mà thực sự là phát tâm bồ đề tu học. Huệ Năng dạy một câu nó tương ứng với cái đoạn này, thưa các vị. Ngài Huệ Năng ngài nói một câu: khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh nói cho ta nghe. Và thưa đại chúng là cả một cái dòng chảy của Thiền Tông rất là dài. Cảnh Đức Truyền Năng Lục, người ta ghi lại hơn 1700 các vị thiền sư có mặt trong dòng chảy của Thiền Tông. Và người ta trích ra những ngôn phong ngữ cú của các ông, tức là những bài pháp thoại giảng của các ông, những việc làm để khai thị môn đồ của các ông, nó có tới 1700 công án. Thế nhưng mà 1700 công án đó đều trải ra từ cái dòng chảy đầu nguồn của ngài Huệ Năng. Tất nhiên trước đó người ta cũng trích một vài công án của Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Huệ Khả, Tăng Sáng, Hoằng Nhẫn, vân vân. Thế nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là thế này. Mình đi vòng quanh lịch sử một chút để làm sáng chỗ này nghe quý vị. Quý vị ngồi kiên nhẫn đừng có chán. Và thưa các vị, cái điều đáng nói ở đây là thế này. Cái dòng nước đầu nguồn rất là trong, rất là mát, rất là ít, rất là đơn sơ. Càng về gần đầu nguồn bao nhiêu thì cái ngôn phong ngữ cú thiền sư càng dễ hiểu bấy nhiêu. Người ta không có pha nó, nó không có trộn nó với những tạp chất khác. Thứ hai nữa là Lục Tổ Huệ Năng sơ ngộ, tức là mới vừa ngộ đạo xong, tất cả những điều gì ông được thấm nhuần qua Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì ông đều trao nó ra bằng tất cả tấm lòng, tất cả trái tim. Điều thứ ba, nơi con người này rất là chất trực, rất là bình dân, không có nhượng cái chất văn học Phật giáo gì trong đây cả. Nỗ anh chàng rất ưa nhà quê, ngôn ngữ giản dị, tánh tình chất trực, không phải là người được nuôi dưỡng trong môi trường kinh điển,
nói năng ra chữ nghĩa tràn đầy khó hiểu đâu. Mà cái kinh nghiệm rất là thực chứng của ông ta, cho nên cái công án đầu của Huệ Năng thưa các vị rất là hay, và nó là đầu nguồn của 1700 công án theo cái nhìn của mình là như thế. Và mình nói cái bối cảnh vòng quanh, đi trở lại cái câu của ngài Huệ Năng là không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, nói mau. Và thưa các vị, cái điều này nó cũng hiển hiện trong đời sống chúng ta từng ngày chứ không phải khó. Có những lúc tâm thức của các vị nó đâu hề nghĩ gì về quá khứ, nó cũng không hề suy tính gì trong tương lai cả, và nó cũng không có mê mờ buồn ngủ gì trong phút giây hiện tại. Tức là ba thời tâm, quá khứ nè, vị lai nè, hiện tại, nó vắng mặt. Nhưng mà nó không phải là các vị chìm trong cái sự vô ký, không phải là các vị không biết gì. Cái tình trạng tâm thức của chúng ta mà nó lững đững lờ đờ không nhận biết, nó xảy ra thứ nhất là do vì lòng anh đang nghĩ suy về quá khứ, anh mắc bận biểu nghĩ suy gì về cái chuyện hôm qua, cho nên anh không thể nghe người bên cạnh nói, có phải vậy không? Điều thứ hai nó cũng xảy ra là do vì anh đang trù tính cái chuyện gì đó của tương lai, cho nên ngồi ở đây mà anh không hề ngửi thấy mùi bông mùi hoa gì đến với lỗ mũi anh cả. Điều thứ ba nó cũng có thể xảy ra nữa là thần trí ta đang mơ mơ màng màng, sửa soạn chìm vào giấc ngủ. Cái ngôn ngữ chuyên biệt trong kinh văn, trong truyền thống tu gọi đó là giai đoạn của vô ký. Mình loại trừ ba cái trạng thái tâm hành như thế thì còn lại một cái trạng thái tâm hành gì? Không nghĩ quá khứ, không nhớ tương lai, an trú sáng rỡ ngay hiện tiền, tức là nhận biết tỉnh tại ngay hiện tiền. Lúc đó không có mặt của thiện, không có mặt của ác, phải không? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay nơi cái nhận biết hiện tiền bừng sáng này, cái gì là mặt thực của Thượng Tọa Minh? Và nếu mình phải trả lời thì trả lời sao? Thưa, cái nhận biết rỗng sáng hiện tiền vô niệm là mặt thực của anh, chứ còn cái chi nữa. Nếu nói một cách chính xác nó là như vậy. Và mình phân ra đầu nguồn nữa thì thế này. Chúng ta nhớ là ngài Huệ Năng, ngài Ngộ Đạo một câu thôi. Câu gì? Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Mà trước câu đó là gì? Đừng trụ sắc sinh tâm, đừng trụ thinh, trụ hương, trụ vị, trụ xúc, trụ pháp sinh tâm. Mà hãy ngay nơi cái vô trụ mà khởi cái tâm nhận biết. Khi mình trụ sắc sinh tâm là mình làm gì? Nhìn thấy sắc màu, tâm thức mình nó dính với sắc màu, nó nói thầm thì, phân biệt, lý giải. Các vị nhìn bất cứ một đối tượng nào, cái giây phút đầu tiên rất là ngắn, đó là giây phút của sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền mà không có cái suy tư lý giải phân tích gì trong đó cả. Nhìn là nhận biết thôi, nó đơn thuần giản dị. Cái sự phản ảnh của mọi màu sắc đến với mắt các vị thì các vị bừng sáng sự nhận biết. Thế rồi sát na thứ hai mình làm gì? Quá khứ của mình về người đó nó tràn lên, cái mình nhận biết người kia qua cái quá khứ của mình, nó làm thành gương để thấy mặt đó dễ thương hay khó thương. Và khi ta nhìn người sát na thứ hai là tất cả những cái hồ sơ lưu trữ của ta về người kia nó dồn lên, nó có mặt liền. Ta nhận biết tên của người đó. Đó là giây phút đầu. Giây phút thứ hai ta nhận biết cái gì? Từng quen với ta, dễ thương với ta, khó ưa với ta, thù hận với ta, vân vân. Nghĩa là các vị luôn không an trú trong cái giây phút nhận biết hiện tiền, cho nên thấy sắc thì dính với sắc, nghe tiếng thì dính với tiếng. Nếu mình vận dụng cái câu kinh Kim Cang để nói ngược lại thế thì trụ sắc sinh tâm, trụ thinh, trụ hương, trụ vị, trụ xúc sinh tâm. Còn nếu anh không trụ sắc sinh tâm, không trụ thinh hương vị xúc pháp, mà anh ngay nơi chỗ vô trụ sinh tâm, có nghĩa là gì? Mời cái sự nhận biết rỗng sáng hiện tiền vô niệm luôn có mặt, gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Trụ trong chỗ vô trụ, niệm cái chỗ vô niệm, hay là an trú trong cái chân như niệm, trong cái hiện tiền niệm. Cái nhận biết lúc bây giờ nó tỏ sáng, nó bừng chiếu mà không có cái sự vận hành nào của ý thức thầm thì, gọi đó là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cái đó là cái gốc nguồn.
để nó trải ra cái câu nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục thực của Thượng Tọa Minh, phải không? Cái gì ở trong đây anh thừa thọ, anh tiếp nhận thì anh nói là điều đó thôi. Ví dụ như tôi ăn sầu riêng thì tôi thở ra mùi sầu riêng, có phải vậy không? Thế thì cái khả năng ngộ đạo của Ngài Lục Tổ Huệ Năng từ câu ưng vô sở trụ như sanh vì tâm, cho nên cái lời pháp đầu tiên, cái dòng nước đầu tiên chảy ra nó từ hơi hướng đó mà có. Và các vị nghiên cứu và thiền sử thì cái điều này nó rất là chính xác. Vị thầy nào ngộ đạo từ cửa mắt đi vô thì cái khai thị pháp môn cho người khác tu, ông cũng khai thị từ con đường con mắt. Người nào mà từ cửa nghe vào đạo được thì họ cũng khai thị cho người sau, tức là người học trò, bằng con đường nghe để đi vào đạo. Người nào mà họ té cái đuổi đau quá, họ bất thần ngộ đạo thì họ cũng khai thác cái con đường ngay như cảm xúc của thân mà đi vào đạo. Thế thì Lục Tổ Huệ Năng thưa các vị, cái câu khai thị của ông là đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Thì các vị hình dung là ngay nơi đời sống của chúng ta có những lúc ta cũng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ta dừng tâm an trú, tỉnh tại hiện tiền trong sát na đây. Có điều mình chưa có cái cơ duyên lành, cho nên mình chưa thể tin được là cái giây phút bất động nhận biết hiện tiền này chính là cái bản lai diện mục thực của mình. Tại vì mình cứ đồng nhắc mình vào cái mặt giả này lâu rồi, cho nên mình không thấy mặt thực được thôi, chứ chẳng có chi lạ. Rồi các vị không đồng nhắc các vị vào cái mặt giả này thì các vị đồng nhắc các vị vào cảm thọ vui buồn. Nếu các vị không đồng nhất các vị vào những cảm thọ vui buồn là tôi, thì các vị đồng nhất các vị vào cái sự vận hành của ý thức bồng bềnh này là tôi. Tôi suy nghĩ nè, tôi tư duy nè. Và câu này thưa các vị, Tây Phương họ còn nói một câu trở thành một loại danh ngôn nữa. Tôi tư duy tức là tôi hiện hữu. Mà thực tế là tôi tư duy tôi không có hiện hữu. Tại vì anh suy nghĩ là anh phóng ý thức của anh nó đi rất là xa, muôn trùng. Anh không có an trú được ngay cái sự nhận biết hiện tiền, cho nên anh mất mình trong những dòng chảy của suy nghĩ thôi. Trong khi đó cái mặt thực của chúng ta nó vốn là cái sự nhận biết không sinh không diệt và bất động hiện tiền. Và từ cái điều mình dẫn trong thiền sử trở lại cái câu này, thưa các vị, ở bình diện cảng thì thiện bất thiện là hai. Bình diện cảng tức là bình diện của hành động, của tác nghiệp ấy, nó rất là rõ ràng thôi. Các vị làm thiện thì các vị có quả lành, các vị làm ác thì các vị có quả dữ, buồn khổ bất an vân vân, não hại nó đến với các vị. Ở bình diện tư tưởng đó, thưa các vị, tư duy thiện hay là tư duy ác nó cũng là một loại tác thành nghiệp quả ngay như tự thân của các vị. Lòng của mình mà tràn đầy niềm vui và hưng phấn, thế thì thân của các vị tự nhiên nó có một cái năng lực, nó có một cái sức đề kháng, nó giúp cho đời sống các vị, nó giúp cho thân các vị an tường, mạnh lành và khỏe nhẹ. Người ta có một cái sự hưng phấn của lòng, có một niềm tin vào sự sống, hoặc là người ta có một cái niềm vui. Thưa các vị, thì thân của người ta, ta dựng dậy được, người ta đi ngang qua mọi nỗi khó khăn rất là dễ. Người nào họ tin rằng cả đời họ không bao giờ bệnh, thế thì người đó sẽ không bệnh đó. Người nào mở mắt ra nói chắc bữa nay tôi bệnh quá, coi chừng bệnh thiệt. Và cái ám ảnh của tâm thức nó rất là mạnh, thưa đại chúng. Người ta đa phần đều bị tâm thức ám ảnh thôi. Và người nào mà cả đời họ nghĩ rằng không thể có cái chuyện buồn phiền bất an gì đến họ, thì họ đi ngang qua nỗi buồn phiền của trần thế rất là dễ. Còn người nào cứ mở miệng ra nói là chắc cái chuyện này tôi không thể kham lãnh được, cuộc đời tôi sao cô đơn quá, không ai thương tôi, thì người đó coi chuyện không ai thương hết. Và chuyện này nó rất là rõ. Thế thì trong cái bình diện tư duy á, bình diện tư tưởng á, thì từng cái ý niệm của các vị nó đều tác thành nghiệp quả ngay thân của các vị, ngay nơi đời sống của các vị. Và cái điều này thưa đại chúng là khoa học nó thử nghiệm rất là chính xác. 95% tật bệnh của tự thân là do tâm thức của anh gây nên. Tâm thức đủ hùng, đủ mạnh thì vươn ngang qua khỏi tật bệnh. Tâm thức mà đầy xáo trộn bất an thì thưa các vị, cái tất nhiên nó ảnh hưởng, đó là những cái hóa chất từ trong não của các vị nó tiết ra.
nó làm cho rối loạn cơ thể, rối loạn hệ thần kinh, rối loạn tiêu hóa rất là dễ dàng. Và cái điều này người nào bệnh bao tử là biết ngay à. Các vị bệnh bao tử là các vị trị cho hết, rồi một hôm nào đó các vị có cái lo lắng quay cuồng, có sự bất an nào đó rất lớn lao, thì các vị thấy là mình ăn không được là bao tử nó hành hạ lại liền. Và thân với tâm nó đã chịu tác động rất là rõ ràng và rất là gần gũi đối với cái vấn đề thiện và ác trong tư tưởng. Tóm lại, ở cái mức độ cạn đời thường là nghiệp quả của thiện ác nó đến liền. Mức độ tinh tế hơn là ngay trong tư duy của các vị, thì cái thiện và cái ác của tâm thức nó cũng tác thành nghiệp thức đến tự thân ta. Nhưng mà siêu việt lên trên cái tầng đó thì thưa các vị, có một cái tầng tâm thức nó phi thiện phi ác. Tầng tâm thức gì mà nó phi thiện phi ác? Khi các vị có sống thức lao sao, có sự suy nghĩ thì có thiện và có ác. Một cách rất rõ ràng là khi tâm thức của các vị mà khởi buồn khởi giận thì có hình ảnh để các vị thấy. Khi tâm thức của các vị nó khởi sống thức thì thầm, nó nói xào xạc trong đây thì các vị nhận ra, phải không? Nó có hình, dù rằng nó tinh và mịn, người ngoài không thấy, nhưng mà tự thân các vị có một chút tinh tế thì các vị thấy dòng chảy ý thức mình nó đang chảy miên man. Thế thì nó có sinh có diệt, có đến có đi, có hình có ảnh trong đây. Còn trạng thái nhận biết của các vị mà không có nói thầm thì gì cả thì có hình không? Thưa không. Buồn vui thì ta còn nhận thấy, suy nghĩ thầm thì thưa các vị, mắt thàm không thấy, thế nhưng mà người có một chút tinh ý thì nhìn thấy chứ. Thấy cái mặt của người kia đang chìm trong nỗi tư duy họ biết chứ. Buồn vui nó lộ ra rất là dễ nhận biết, thế nhưng mà sự suy nghĩ thì người ta giấu được nó. Tôi đang trầm tư trong nỗi suy nghĩ, tôi có thể giấu được, rất nhiều người chưa có kinh nghiệm. Thế nhưng mà người có một cái chút kinh nghiệm thì họ biết là anh đó đang chìm trong cái nỗi suy nghĩ. Nhưng mà thưa các vị an trú trong sự nhận biết mà vô niệm, tức là nhận biết rõ ràng, rỗng sáng hiện tiền mà không có cần phân tích lý giải, không có cần thầm thì gì trong đây cả, thì ta gọi đó là cái sự nhận biết mà vô niệm. Thì thưa các vị, bản thân của cái nhận biết này nó không sinh. Nó không sinh thì nguyên tắc là nó không mất, không sinh thì không diệt. Và nó cũng không có màu sắc, không âm thanh, không hình ảnh gì nữa. Cho nên điều đầu tiên, nó siêu việt cái tầng thiện và ác, nó không có tác nghiệp. Suy nghĩ thì có tác nghiệp, còn nhận biết rỗng lặng tịch nhiên, không có thiện và ác gì trong đó cả, nó chỉ đơn thuần là một sự nhận biết thôi thì không có tác nghiệp. Thế thì nó siêu việt thiện và ác, nó nằm ở trên cái tầng cao hơn, nó không cùng một bình diện với thiện và ác. Thế cho nên ở đây nói là nhập vô tướng tế, tức là vào cái biên giới, vào cái bờ mé của cõi vô tướng này, tức là an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết rỗng lặng này. Nhi thông đạt giả là gì? Tức là có một niềm tin vững chắc, cái trạng thái này chính là bản lai diện mục thực của ta đây, trạng thái tâm niết bàn của ta đây, cái không sinh không diệt của ta đây, thì người đó vào được cửa bất nhị pháp môn. Thưa đại chúng, nó dễ òm nó khó vậy. Đó là vị thứ hai nhập Phật xa. Và cái vị Bồ Tát thứ ba là ngài Sư Tử Bồ Tát. Mình đọc ngài Sư Tử Bồ Tát: tội và phước là hai, nếu thông đạt được tánh của tội thì tội cùng phước không khác, dùng tuệ kim cương kết liễu tướng ấy, không buộc không mở, đó là vào pháp môn không hai. Cái vị Bồ Tát này cũng rất là hay, và mình giải thích cái vị Bồ Tát này xong rồi các vị nghĩ. Thưa đại chúng, là nó có những cái tầng nghĩa mà mình giải thích. Điều thứ nhất rất là bình thường, đó là cái tầng cạn nhất là tội và phước là hai, lành và dữ là hai, dễ thương và khó thương là hai. Cái tầng thứ hai đó là
thấu đạt được tội tánh, tức là thấu đạt được cái tánh chất của tội, thì tội và phước nó không khác gì nhau cả. Tức là thấu đạt được thật tánh đó thì không còn tội và phước, nó là tầng thứ hai. Rồi cái tầng thứ ba đó là dùng kim cương tuệ, tức là dùng trí tuệ như kim cương, thấu rõ được cái tự tướng của nó cũng vốn là không nữa, và không buộc không mở, thì nhập vào pháp môn câu hai. Chúng ta tạm chia làm ba tầng đi, mình lặp lại. Tầng đầu đó là tầng của tội và phước, nó rất là riêng, nó khác biệt nhau. Tầng thứ hai, thấu đạt vào tự tánh của tội và phước vốn là không. Thấu đạt được cái điều này thì tự nhiên, hay là dùng một cái từ nó gọn hơn dễ, là thấu đạt được cái tính chất của tội và phước, thì tự nhiên người ta thấy nó là không hai. Điều thứ ba là dùng cái trí tuệ kim cương để đi suốt ngang qua cái tầng thấu đạt đó. Tức là anh thấu đạt rồi nhưng anh không dừng lại ở cái tầng thấu đạt, anh đi thẳng ngang qua, vượt lên trên đó, thì người đó nhập vào cửa bất nhị pháp môn. Đó là đại cương cái câu dạy của ngài Sư Tử Bồ Tát. Có một điều ở đây mà các vị lưu ý, đó là cái từ sư tử này trong văn học Phật giáo rất thích dùng nha. Đức Thế Tôn có những cái môn chánh định gọi là sư tử tần thân tam muội, sư tử hống tam muội, phải không? Sư tử hống tam muội là gì? Cái tiếng gầm của con sư tử kia nó làm cho tất cả những cái loài thú đều vỡ óc chết hết. Một khi cái tiếng gầm sư tử vừa cất lên thì ngàn vạn thú rừng đều phải khiếp vía. Và người ta hình dung cái, người ta dùng cái từ rất là tượng hình đó để nói với pháp âm của Đức Thế Tôn vừa chuyển, thì tất cả những cái tà ma ngoại đạo, hay là tất cả những cái phiền não khổ đau nghe tiếng pháp âm của Thế Tôn đều vỡ nát hết, gọi là sư tử hống tam muội. Sư tử tần thân tam muội nghe là sư tử nó vừa ngồi xổm thôi thì muôn loài thú rừng đều phải quỳ dưới chân nó, dâng thịt cho nó. Nói đến cái trạng thái thiền định của Thế Tôn, khi an trú được trong thiền định thì mọi phiền não đều bị nhiếp phục. Và thưa các vị, nhiều từ rất là hay, sư tử phấn tấn tam muội, sư tử tần thân tam muội, vân vân, những cái từ mà chúng ta nghe đủ cảm thấy thích thú rồi. Và Đức Thế Tôn có một cái ví dụ rất là hay, nó cũng gắn liền với sư tử này. Thế Tôn có một ví dụ, đó là mọi con người trên nhân gian này đều mang trong tự thân cái phẩm chất của sư tử. Có điều hồi lúc mình vừa có mặt giữa trần đời, mình lạc loài, mình không có được mẹ sư tử nuôi, mà được một bầy khỉ nó đem về nó nuôi. Nó cho mình uống sữa khỉ, nó cho mình ăn thức ăn của khỉ, sống đời sống của khỉ, kêu tiếng kêu của khỉ. Cho nên mình quên mất cái bản chất của mình là một loại sư tử rất là kiêu hùng, có thể quét mắt một vòng là mọi thứ phiền não khổ đau ngã rạp, có thể gầm một tiếng là muôn thú vỡ nát óc ra. Mình quên mất cái phẩm chất đời sống mình như thế, mình cứ kêu tiếng khỉ, ăn thức ăn của khỉ và bò bốn chân như khỉ mà thôi. Rồi bất thần có một hôm, con sư tử mẹ tình cờ nó run rủi, nó thấy ồ, quá ra trong bầy khỉ kia sao có một con sư tử con kỳ lạ vậy. Nó tới nó nói, nè, mi vốn không phải là khỉ đâu, mi là sư tử. Và cái con sư tử con kia nó nói, bà nói tầm phào, mẹ tôi đây, tôi sinh ra từ bé tôi ở trong bầy đàn, anh em dòng họ tôi toàn là khỉ cả. Thôi bà đi đi, tôi không ưa bà. Đầu tiên tôi tưởng bà là người dễ thương, quá ra bà lừa gạt tôi. Nó đuổi bà sư tử nọ đi. Thế rồi con sư tử cái rất là thông minh, nó mới dùng cái quyền trí. Tức là nó đã có sẵn một cái viên thuốc rất là đắng cho cái con sư tử con này uống, là biết nó là sư tử. Thế nhưng mà nó thấy là viên thuốc này con này nó không có thể uống được, cho nên nó bọc đường lại. Bằng cách nó nói, đúng, mi đúng là kỹ đó, nhưng mà ta rất thích chơi với mi, mi theo ta ra bờ suối đi, hai chị em chúng ta cùng ra đó chơi thử. Ra bờ suối cái nói, mi nhìn coi, mặt mi giống ta lắm đó. Nó nói, ồ, giống ha.
Sư tử nó nói mi làm một việc thứ hai nữa, mi sẽ thấy nó giống ta vô cùng. Nó gầm một tiếng, nó nói mi gầm vậy đi. Cái tôi làm sao gầm được, tôi chỉ kêu khọt hẹt tiếng khỉ thôi. Nó không, mi có khả năng gầm, gầm đi. Cái nó làm bộ nó gầm thử, ồ giống á. Cái lần thứ ba, sư tử mẹ, thưa các vị, nó chỉ cần nhịp đuôi là nó nhảy qua bên kia bờ suối. Nó nói nhảy qua đây, ngươi làm đi, ngươi giống ta lắm đó. Cái con đó nó nói tôi đâu thể nhảy qua được, tôi lội qua thôi. Nó không, nhảy đi, mi có phẩm chất như ta, hai lần rồi mi đều làm giống ta chứ mà. Thế là con sư tử con nó đập đuôi và nó nhảy qua, qua tới bên kia. Và mẹ nó gầm một tiếng, nó gầm theo một tiếng và nó đi mất vào rừng. Nó trở thành một loài sư tử rất là thực thụ. Mình nói cái ví dụ này quy chiếu lại đời sống chúng ta trước, rồi chúng ta đi vô cái đoạn này sao. Dài dòng lý sự để câu vợ mà. Thưa các vị, là cái phẩm chất bên trong của ta, ta chính thực là Phật. Tại vì cái trạng thái nhận biết của các vị mà nó vô niệm, nó tin thôi. Thế thì trong cái trạng thái ấy các vị thấy rõ là vô ngã. Mà các vị cũng nhận ra một điều đó là nó vô sinh và bất diệt. Thế mà mình không có tin được. Tại vì mình cứ để cho tâm thức mình nó vòng bờ, mình quen luyện đời mình vào những thứ mình nhận biết, mình thấy nó là mình. Mình không thể xả ly được những cái phụ tùng, những cái sở hữu của mình. Mình đã quen đồng nhất mình vào mọi thứ mình có được. Mình có được do vì mồ hôi, do vì nước mắt, do vì công sức của mình. Cho nên không cần đụng đến các vị, đụng đến những sở hữu của các vị thôi, các vị nghe ruột các vị đau vô cùng. Thế rồi bằng một cái phương pháp, bằng một cái con đường Đức Thế Tôn dạy rất là kiên trì. Ngài nói là mọi thứ sở hữu trần đời này nó đều là cái phụ tùng của anh, chứ nó không phải là, nó không dính gì với cuộc đời anh đâu. Sớm muộn gì anh cũng bỏ nó ra đi thôi. Quý nhất không phải là những sở hữu tài sản, mà quý nhất là anh, phải không? Ta làm mọi thứ trên trần đời có để làm gì? Để bảo đảm, để được an toàn, để được niềm vui, để có được hạnh phúc. Thưa các vị, ta làm ra tiền, ra bạc, ra của, ra cải, chủ yếu là vì cái thân này, vì thân ta thôi. Mọi thứ thì đều phụ tùng vào ta mà có. Ta đặt mình ra trước rồi mọi thứ nó sắp hàng, nó có phía sau thôi. Những cái sắp hàng về vật chất nó đến phía sau khi thân các vị có. Những cái sắp hàng của giá trị trong trần đời này nó cũng sắp hàng khi bản ngã của các vị được xác lập. Thế cho nên ban đầu cái bà mẹ khỉ kia, bà mới dạy ngươi không phải là khỉ, ta không tin. Ngươi chính thực là cái năng lực nhận biết màu nhiệm không sinh không diệt là Phật đó, ta không có tin đâu. Thế cho nên chứ chị khỉ kia chỉ bọc đường cái viên thuốc kia bằng mọi cách là dòng họ này không phải của mi đâu. Mi thấy rồi, nó đối xử với nhau rất là thân tình, mà riêng mi thì nó nhìn khác chứ. Hãy nhìn coi kỹ là coi. Cái con sư tử con nó, ồ đúng rồi, tôi thấy có sự phân biệt. Lúc đó là ta giác ngộ được một điều, ta không phải là những thứ sở hữu của ta, phải không? Rồi lần lần ta học thêm sâu, ta giác ngộ một điều là những thứ sở hữu tình cảm mà mình khó buông vô cùng đó cũng không phải là mình luôn. Này người thân của mình, này con cái của mình, vân vân. Thưa các vị, cuối cùng rồi các vị cũng buông hết hai tay, các vị không nắm theo được gì cả. Cuối cùng rồi thì người có trách nhiệm với chính ta, đó là ta chứ không ai hơn nữa cả. Các vị không phải nhờ ai thở vì một hơi thở, đau vì một cơn đau. Không, không thể được. Bác sĩ giỏi mấy cũng có thể giúp các vị bên ngoài mà thôi, không thể làm cho các vị kéo dài được một hơi thở. Khi thọ mạng các vị chấm dứt thì chấm dứt thôi. Còn các vị người thương của các vị đứng bên giường khóc thôi à, tiễn nhau ra tới một huyệt mộ rồi đường ai nấy đi thôi à. Thế thì cái điều thứ hai, ta quay lại chính mình nhận ra cái này quý hơn mọi thứ của cải. Nhưng mà đã hết đâu, vẫn chưa. Đi vào cái chiều sâu thì hình hài này, mặt mũi này, thưa các vị, nó vốn không phải là cái mặt mũi thực của ta. Ngay trong cuộc sống đời thường, mặt các vị đã bao lần thay đổi. Ngay trong đời sống tình cảm của các vị một ngày thôi thì mặt của các vị cũng bao lần thay đổi. Buồn, giận, ghét, thương nó hiện trên mặt các vị thì mặt này đâu phải mặt thực.
Mặt thực là cái gì? Không biến đổi, không sinh diệt, nó luôn tồn tại như thế, gọi là mặt thực. Thế thì ta lặn vào chiều sâu của thân tâm này, nó thấy quá ra cái mình thực là cái ý thức của mình nó vận hành chứ. Mình biểu nó đưa tay, nó đưa tay. Biểu nó đi, nó đi. Biểu nó nói năng thì nó nói năng. Cái đó là cái chủ động của hình hài này ư? Thưa các vị, ở tầng sâu như thế thì ta nghĩ ta là tâm thức vận hành, ta là sự suy nghĩ đây, ta là cái niềm tự hào đây. Trong một quá trình từ bé tới giờ, bao nhiêu cái học tập của một đời người nó gom vào trong ta. Ta tự hào về kiến thức của ta, trình độ của ta, tư cách của ta, phẩm chất đời sống của ta, tính cách của ta, cá tính của ta, vân vân. Tức là mọi cái thứ ta nói dài đó, nó là ý thức trong đây chứ, có phải vậy không? Thế nhưng mà Đức Phật kiên nhẫn hơn, Ngài nói là mọi cái vận hành đó nó vốn là sinh là diệt, là đến là đi, là mất là còn, chưa hề tồn tại lâu trong đời sống của một người. Anh già trí nhớ anh nó bị thui chột, hệ thần kinh của anh nó có một sự cố gì nó tắc nghẽn một cái hệ thống dẫn máu lên, là trí nhớ thư viện của anh, trí nhớ nhà bác học của anh nó đi mất theo cái sự tắc nghẽn mạch máu, không còn, có phải như vậy không? Và chưa nói đến cái sự tắc nghẽn một mạch máu, thưa các vị, ngay cái lúc mà bệnh viện người ta giải phẫu thì các vị đã biến mất khỏi hình hài rồi. Những cái gì trong quá khứ các vị không nhớ, cho nên nó không hề là cái thật của các vị. Thế thì cái thật nhất của các vị là cái không sinh không diệt có mặt nơi đây là cái gì trong đây? Chính thực là cái nhận biết. Và cái này rất là rõ ràng, là mình thử nghiệm đến mức độ cạn là thế này. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, các vị quên thì các vị đồng nhất mình vào những trạng thái cảm thọ sinh diệt đó. Chợt nhớ thì các vị là cái nhận biết vô ngôn. Cái nhận biết như con mắt này nhìn. Cái nhận biết nó sáng ngời, nó quét mắt một vòng, nó nhận ra cái này là buồn giận của tôi. Tôi là người thấy cái buồn cái giận. Thì thưa các vị, ngay tức khắc buồn giận lập tức trốn biệt, tan như mây khói. Thế thì rõ ràng là cái buồn giận thì còn sinh và diệt, còn cái nhận biết thì nó chưa sinh và chưa diệt. Nó là một trạng thái có sẵn nơi các vị. Có điều các vị quên. Các vị đồng nhắc mình vào những cái phù hư, những cái bọt nổi. Các vị quên là mặt biển thôi. Cho đến lúc chợt nhớ thì ta là cái nhận biết, thì lập tức mọi thứ phù vân, mọi thứ bọt bóng nó lập tức tan biến liền. Thế thì cái không sinh không diệt đang có trong cái sinh diệt của hình hài này. Thế thì ngay trong tự thân các vị có cái phẩm chất gì? Phẩm chất của cái không sinh không diệt, phẩm chất của năng lực trí tuệ tuyệt vời, của năng lực kim cương tuệ. Kim cương tuệ là cái năng lực tuệ giác này nó quét một vòng thì mọi thứ phiền não đều cháy tiêu. Và cụ thể là khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an mà nó đến với các vị mà trợn mắt, các vị nhìn nó thì các vị là cái nhìn, nó là cái bị nhìn. Hết phiền não chưa? Mình chưa quen thôi, thưa các vị. Cho nên mình nhìn mà nó chưa có cháy rụi. Nhưng mà sẽ tới lúc các vị nhìn và nó cháy rụi, cho nên gọi là dùng kim cương tuệ quét sạch mọi thứ phiền não khổ đau. Có nghĩa là các vị có khả năng gầm được tiếng gầm của sư tử. Các vị có khả năng nhảy một bước qua bên kia bờ suối. Tại vì trong tự thân đời sống của mỗi chúng ta đều có phẩm chất của loài sư tử. Tự thân trong mỗi đời sống của chúng ta đều có cái phẩm chất Phật. Và cái điều nó hiện hiện rõ ràng là sẽ có một lúc nào đó tự nhiên các vị bật sáng được điều này. Các vị thấy ta không phải là phiền não. Ta là cái thấy phiền não, chứ ta không phải là phiền não. Cái buồn, cái giận nó đến và đi, nó sinh và diệt. Nhưng ta là cái nhìn được buồn giận đến đi, chứ ta không hề là cái buồn giận đến đi. Và nó khó cho chúng ta thực tập và tu là do vì nó gần nhau vô cùng. Nhích một cái là nó biến đổi liền. Và một, anh đồng nhất anh vào phiền não. Hai, anh là người thấy phiền não nó cách nhau. Thưa các vị, có khi không cần một cái nháy mắt đâu. Nó nhanh vô cùng là như vậy. Và ngày xưa có một vị thiền sư,
trong cái cuốn Ngữ Lục này tôi mới đọc mà tôi quên tên đi. Ông trú ở chùa Bạch Mã. Người ta tới người ta nói: thưa thầy, con từ ngàn dặm tới đây, con mong muốn là được nghe lời của thầy dạy một câu thế nào là lời thật ngữ của Bạch Mã, tức là thế nào là lời chân thật nhất của một vị thầy làm đạo trú trì giáo hóa ở nơi ngôi chùa Bạch Mã này. Ngài nói: ta không có lời để dạy ông. Ấy chứ tại sao vậy? Ngài là một đương kim viện chủ, là một bậc thầy lỗi lạc, tại sao thầy không có dạy để cho tôi có thể nương vào một lời của thầy để tu tập, để thành đạt được, để chứng nghiệm được niềm vui và an lạc? Ông nói: lời rất chậm. Anh thử nhìn cái cánh chim, cái con quạ kia mà nó thấy chuột nó lao xuống một cái vèo còn rất chậm. Anh thử nhìn đôi mắt của anh mà nháy, nháy một cái nháy mắt là nó đã qua nghìn dặm xa rồi, cho nên tôi không thể dạy được cái điều mà anh nắm bắt được bằng ý thức đâu. Anh hãy khéo quay về chính tự thân anh. Và thưa các vị, mình dẫn câu chuyện ra để ghi lại cái điều các vị nhớ và quên. Quên thì sao? Ta là khỉ, khọt hẹp tiếng khỉ, ăn thức ăn của khỉ, nói giọng nói của khỉ. Mà chợt nhớ thì sao? Chợt nhớ thì một cái quét mắt của các vị là ngàn vạn phiền não khổ đau rơi rụng dưới chân. Quét mắt một cái là các vị có được kim cương tuệ thiêu rụi phiền não khổ đau nơi tâm thức các vị. Hay cái từ gần gũi đó là các vị quên thì các vị đồng nhất mình vào buồn giận ghét thương. Chợt nhớ thì ta là người nhìn, buồn giận là cái bị nhìn. Mà chính thực nó là như vậy. Mình nhập nhằn, mình cứ đồng nhất mình vào mọi nỗi vui buồn của tâm thức, trong khi cái thứ đó thì nó luôn sinh và diệt. Ta là cái nhìn bất sinh bất diệt kia mà. Và thưa các vị, do nó gần nhau vô cùng. Và từ cái điều đó mình dẫn lại câu chuyện này để là cho các vị nghĩ. Thôi mình nói nữa. Thưa đại chúng, là tội với phước rõ ràng là trên bình diện nghiệp thì nó là hai. Nếu nó hiển hiện ra hành động thì quả báo nó đến tức khắc, có phải không? Nhưng mà tự tánh của tội và phước, tự tánh của nó là cái gì? Tức là cái nhận biết rỗng lặng, nó nhìn ra được tội và phước. Tội và phước chạy lên trên cái nền của nó, làm những lượn sóng lớn và nhỏ chạy lên trên mặt biển. Nó là nước biển, gọi là tự tánh. Nếu nhân gian này mọi thứ hữu hình hữu vi vật chất nó đều sinh ra từ cái nền của quảng không, phải không? Không có cái nhà nào mà nó mọc dưới đất được cả. Nếu muốn cắt cái nhà dưới từng thâm thẳm sâu, người ta cũng phải làm thế nào cho nó có một cái quảng trống mênh mông họ mới xây dựng được nhà. Muốn có được một cái căn nhà, một cái trung tâm như sân ga này, họ phải có một mặt bằng trước. Muốn có một hành tinh này, phải có một cái quảng không gian mênh mông để cho hành tinh này nó có một cái quỹ đạo nhất định để nó quay tròn. Thế thì mọi cái hữu vi nó đều căn cứ trên cái vô vi để nó sinh trưởng. Rồi ngay bên trong tự thân các vị, cái hữu vi của buồn của giận nó sinh trưởng trên cái gì? Trên cái mịn hơn nó, đó là cái suy nghĩ thầm thì, phải vậy không? Ý thức của các vị nó là cái nền để cho buồn giận ghét thương nổi trên bề mặt của nó. Rồi cái ý thức thầm thì sinh diệt của các vị, nó là một cái phần rất mịn như những luồng sóng lăn tăn nó chạy trên cái mặt biển của tự thể tâm bất động. Thế thì cái tự thể tâm bất động là cái nhận biết đang kề cận bên trên. Người ta có thể tách được sóng và nước biển ra không? Người ta có thể tách được cái hòn bọt kia khỏi biển không? Thưa không, tại vì tự thân nó là nước biển, tự thân bọt là nước biển, tự thân sóng là nước biển. Thế nhưng mà cả đời mình thì mình chỉ thấy thuần là bọt, thuần là sóng, mình chưa thấy ngay nơi bọt đó là nước biển, ngay nơi sóng là nước biển. Thế thì điều thứ nhất, thưa các vị, bản chất thực của tội và phước này, cái nền của nó vốn là vô tướng, cái nền của nó vốn là vô niệm, nền của nó là sự nhận biết trọng nặng phía dưới. Thế mà mình không nhận ra được cái nền, mình chỉ thấy cái hiện tượng thôi, rồi cái bản thể chân thực mình không nhận ra. Và từ cái hiện tượng đến cái bản thể này nó không hề có một khoảng cách nào xa cả. Các vị nhìn vào biển mà cái sự chú ý của các vị chỉ thấy sóng thì cũng biển, nhưng mà các vị chỉ thấy thuần sóng, phải không? Nếu mà cái sự chú ý của các vị
nó chú ý vào biển, thế thì sóng vẫn còn cuồn cuộn đó, nhưng mà các vị là người đang thấy biển chứ. Thì từ cái ví dụ đó quy vào bên trong tự thân. Thưa đại chúng, là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, nếu các vị chỉ thuần nghĩ mình là cái buồn giận thì các vị là buồn giận. Thế nhưng các vị chỉ cần lui lại một tí, tỉnh ngộ một tí, có một chút giác ngộ nhỏ nhỏ thôi, thế thì ta là người thấy, buồn giận là các vị thấy, cách nhau bao xa? Không hề có một khoảng cách nào đặt ra nơi đây cả, thưa các vị. Một là nhớ, hai là quên thôi. Mà anh quên thì anh là tội, là phước, là phiền não, là khổ đau, là sinh tử nối dài, là nghiệp thức trôi chảy mênh mang. Anh nhớ thì anh là cái năng lực nhận biết hiện tiền rực sáng, là tâm Phật bất động có mặt liền ngay bây giờ ở đây, tức khắc tự thân anh, đó là sư tử vương, có thể thể nhập vào sư tử phấn tấn thần thân tâm muội, hay là thể nhập vào trạng thái bất động Như Lai, hay là an trú liền ngay cái phút giây của không thiện không ác, an trú ngay nơi bản lai diện mục thực của chính anh, chẳng có chi mà xa lạ cả. Và từ cái điều đó, thưa các vị, dùng kim cương tuệ liễu đạt được thử tướng, nghĩa là gì? Tức là khi anh có một chút công phu thực tập điều này, nếm hương vị này, thế thì anh càng có niềm tin vững chắc hơn. Anh thấy là đời sống mình lâu nay mình cứ nổi trên bề mặt thôi, rất là phù du, sinh rồi diệt, đến rồi đi. Và mình đầu tư mình cho cái nghiệp thức sinh diệt thì mình sẽ sinh diệt. Nếu ngay bây giờ trong đời sống mình lặn xuống chiều sâu của sự bất sinh bất diệt, luôn an trú vĩnh hằng trong cái trạng thái không sinh không diệt của tự tâm, thì sao? Thì không sinh và không diệt, chấm dứt được con đường lang thang của ba cõi sáu đường, chứ không có chi lạ cả. Và ngay một đời này, thưa các vị, ta có một chút thực tập, nếm một chút hương vị của kim căn tuệ. Và các vị đừng nghĩ kim căn tuệ chỉ có mặt với ông sư tử Bồ Tát này nha, các vị cũng có, khéo thì các vị nhận ra. Tức là cái năng lực nhận biết của ta, nó có khả năng quét là mọi thứ phiền não đều trái rủi đó, gọi là kim căn tuệ. Các vị quay về nhận ra được, và các vị có niềm tin vững chắc và sống liên tục. Thưa các vị, đó là các vị bước vào cửa bất nhị pháp môn, chứ chẳng có chi mà xa xôi và khó hiểu cả. Thưa các vị, là chúng ta học trên vị Bồ Tát thứ 10, đó là Sư Tử Ý. Bồ Tát Sư Tử Ý nói: hữu lậu vô lậu là hai, nếu chứng được các pháp bình đẳng, thời không có tướng hữu lậu và vô lậu, không chấp có tướng cũng không chấp vô tướng, đó là vào pháp môn thông hai. Thưa đại chúng, là nếu chúng ta phân ra và cho từng cái chủ đề riêng của mỗi vị, thì các vị thấy là nó có hai ý rất là rõ ràng. Ý thứ nhất của ngài Sư Tử Bồ Tát, đó là tội tánh vốn không, phải không? Ngài thứ chín đó là tội tánh bản không. Và cái vị thứ 10 Sư Tử Ý này thì có cái chủ đề rất rõ ràng, đó là chư pháp bình đẳng. Tức là các pháp nó vốn là bình đẳng.
Ở đây tôi nghĩ nếu các vị là những người đã từng tham dự những cái khóa sám hối của các già lam từ viện, thì có một câu rất là dễ nhớ để cho chúng ta quy chiếu vào cái vị Bồ Tát là thứ 9 này, là tội tánh bản không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thì tác danh vi chân sám hối. Cái sám pháp mà các già lam từ viện họ ứng dụng á, một là lại Phật, hai là tụng kinh, ba là lập những cái đàn tràng để hành sám. Thưa các vị, đó là những sám pháp nó bên ngoài thôi. Và có khi mình tu tập một sám pháp như thế thì tốn rất là nhiều công sức và rất là nhiều thời gian. Đó là chúng ta chưa nói có những cái đạo tràng hay là có những cái sám pháp họ bày vẽ hình thức, màu sắc và âm thanh nhộn nhịp. Và không khéo thì chúng ta không có thu được cái lợi ích gì lớn lao nếu cái đó chỉ là một cái hình thức rất là hoa què làm cho vui mắt. Không khéo thì tất cả những cái lễ nghi chúng ta nó trở thành ra sự phô trương và cái nội dung nó không thực có. Và mọi việc nó diễn ra nó có phẩm chất được hay không, thành đạt được hay không là do cái nội dung bên trong của các vị để vô, chứ không phải là những cái rườm rà của màu sắc. Và có những đàn tràng có nhiều người họ rất là dị ứng, họ không đến, và cái đó là cái phần rất cạn thôi. Nếu mà chúng ta có được cái nội dung thực sự bên trong để tu tập đó, thì những cái đàn tràng sám pháp kia nó cũng mang rất là nhiều lợi ích đến cho tự thân ta, cho những cảnh giới vô hình. Mình có thể làm bạc độ, trai đàn vân vân, nó rất là thành công nếu là cái năng lượng từ bi, năng lượng tu tập và định lực của những cái bậc thầy có đủ cái hùng lực gia trì, thì cái công việc đó nó rất là lợi ích cho cả người hiện tại nhân gian và kể cả những cái sinh linh ẩn khuất trong cõi vô hình. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều quan trọng hơn như tôi vừa nói đó là cái nội dung của sám pháp. Và nội dung của sám pháp nó bắt đầu từ trong tâm thức của người hành sám, người chủ của đàn tràng, hay là người muốn sám hối có chuyển hóa được hay không là nơi tự tâm của họ. Tâm như công quả sư, năng quả chủng chủng hình, đó là câu kinh trong Hoa Nghiêm. Tâm ta như một người thợ vẽ, nó có khả năng vẽ ra mọi thứ hình ảnh, có thể vẽ ra Phật, Thánh hoặc ma quỷ. Và gần nhất là nó vẽ ra những cái phiền não bất an để cho các vị bị cuộn tròn trong đó và nổi chìm trong sầu muộn bất an. Và để ý mà coi tất cả những cái phiền giận của đời người do các vị vẽ ra cả. Các vị suy nghĩ thế này thì buồn giận phát sinh, các vị suy nghĩ thế khác thì buồn giận không phát sinh, chứ không có gì là khó hiểu cả. Đều là những cái sinh ra từ tâm của các vị. Trong lịch sử ghi Ngài La Thập lúc còn bé mới mười mấy tuổi phải đi theo mẹ đến chùa ở cái vùng Quy Tư. Vô một cái già lam kia, ông thấy một cái bình bát người ta đúc nó bằng đồng rất là nặng, rất là lớn. Tánh của em bé còn nghịch ngợm cho nên ông bưng cái bình bát đặt thử lên đầu có thế nào. Thưa, cái bình bát rất nặng, thế nhưng mà ông bưng lên rất là nhẹ nhàng, ông để trên đầu. Và sau khi đưa cái bình bát lên đầu thì ông thấy mình nhỏ như thế này làm sao có thể đặt được cái bình bát bằng đồng của Đức Thế Tôn, người ta tôn trí để thờ, nó nặng như thế này mà mình đặt lên đầu được hay ha. Và khi ông nghĩ đến điều đó thì tự nhiên cái bình bát nó nặng rất là khủng khiếp, và ông phải liệng xuống cái ầm thôi chứ không có thể để từ từ xuống được. Và mẹ ông dẫn ông đến chùa hỏi chứ chuyện gì xảy ra với con vậy. Ông nói một câu là tại vì tâm con sinh nên các pháp bên ngoài nó sinh theo. Tâm ta nghĩ cái điều đó nó không thể chịu đựng nổi thì nó không chịu đựng nổi. Và từ cái câu chuyện lịch sử đó, để mình trở về cái chuyện tội tánh bổn không, không thôi mình dẫn các vị đi luôn qua Quy Tư, không có về. Thưa đại chúng, là ở cái bình diện rất là sâu đó, là tự tâm của các vị mà chuyển hóa thì mọi thứ bên ngoài chuyển hóa theo. Hoàn cảnh của mình vẫn thế, không đổi thay chi, nhà cửa vẫn y như vậy. Thế nhưng mà tâm các vị nó có niềm vui thì các vị thấy không gian gia đình của các vị nó khác. Nhưng mà
Dù cho các vị đang sống trong cung điện mà tâm của các vị nó chất đầy phiền hận bất an, hay là lòng các vị nó tràn ngập cái sự cô đơn, thế thì các vị ở đâu các vị cũng thấy không gian của nó rất là u ám và ảm đạm. Giữa đông người nhưng mà ta vẫn một mình với riêng ta, tại nỗi buồn nó đè lên tâm thức ta rất là nặng. Làm vua ai chẳng thích, thưa các vị, thế nhưng mà có những vị vua họ thấy ngôi vàng cũng rất là cô đơn. Trường hợp như Hai Bà Trưng chẳng hạn, do vì một hôm tôi đọc thơ của Ngân Giang Nữ Sĩ, mà có những bài thơ nói về nữ vương Tiên Trắc ấy. Có một câu rất đáng nhớ và nói là: chàng ơi địa ngọc trơ vơ quá, trăng chiếu ngôi trời bóng lẻ soi. Ban đêm mà nữ vương Tiên Trắc đi quanh cung điện, thấy dù là mình làm vua đó, mình vừa chiến thắng giặc phương Bắc, giành lại được Giang Sơn, và trên ngôi trời một mình ngất nghiểu, nhất là những lúc hành quân cưỡi trên đầu voi, tay trỏ kiếm về phương Bắc rất là uy hùng. Thế nhưng mà vẫn than một câu là: chàng ơi địa ngọc trơ vơ quá, trăng chiếu ngôi trời bóng lẻ soi. Có lẽ đàn bà họ mới cảm thông cái tâm thức của người đàn bà, chứ đàn ông chắc không có làm cái bài thơ như vậy. Và cái điều đó để dẫn chứng là, thưa các vị, tâm của các vị thế nào thì hoàn cảnh bên ngoài nó theo với tâm thức của các vị như thế ấy. Cái tầng sâu nhất là, thưa đại chúng, là bản chất của tội nó vốn không có thật. Ở mặt cạn thì nó có thật, ở mặt sâu của tâm bất động thì tội nó vốn không có. Tại sao nó không có? Mình lặp lại đó là, ở cái tầng suy nghĩ á, thì nó có hình, có sắc, có đến, có đi, có sinh, có diệt. Thế nhưng mà cái tầng nhận biết, tức là cái tầng chiều sâu của tâm thức các vị, cái năng lực nhận biết rộng sáng, nó vốn là bất động, không sinh, không diệt. Nó không có bóng dáng của sự suy nghĩ trong đó, cho nên nó không hề có nghiệp trong đó. Do vậy cho nên cái bản chất của tội nó vốn là rỗng, là vậy. Tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Tâm mình mà sạch hết cấu uế phiền não, tâm mình mà an trú ngay trạng thái nhận biết thì tội vốn không. Cái ví dụ này dễ cho chúng ta hiểu vô cùng. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị đã gây lỗi lầm trong quá khứ rất là nặng nề, lòng các vị chịu nặng về sự ân hận bất an, thì lúc đó ta đang ở trên cái bình diện của tâm thức suy nghĩ vận hành, phải không? Tức là có lỗi lầm, là có sự ân hận, là có sự dày dò này. Nhưng mà ngay lúc đó các vị thể ngộ được chánh pháp, thì cái điều tất nhiên xảy ra là các vị là người nhìn cái nỗi ân hận, cái nỗi bất an, cái sự dày dò, cái sự dày xéo của tâm thức các vị, chứ không phải các vị là cái trạng thái dày dò hay hối hận đó. Đó là mình lặn vào cái tầng sau, thì cái kia nó là cái bị các vị nhìn, là sở hữu của các vị, là đối tượng để cho các vị nhận biết. Và cái nguyên tắc của đời sống tâm linh hay là đời sống vật lý bên ngoài nó giống nhau. Cái gì mà các vị nhận biết thì cái đó ở ngoài các vị không dính gì với các vị cả. Tôi nhìn các vị thì các vị là đối tượng bị nhìn, tôi là người nhìn. Tôi nhìn được vui buồn thì vui buồn là đối tượng bị tôi nhìn, tôi là năng lực nhận biết tỏa sáng nhìn nó, chứ tôi không bao giờ là nó cả. Thế thì rõ ràng là ở cái chiều sâu thâm thẳm nơi tâm thức của các vị là cái bản chất nhận biết, cho nên tội nó triệt tiêu liền tức khắc. Và mình làm được điều này thì cái điều chứng nghiệm rất rõ ràng là mọi nỗi ân hận phiền muộn các vị tự nhiên bốc khói bay đi, chỉ còn lại một trạng thái nhận biết của các vị rọi sáng mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, là do tâm tạo là như vậy. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Tâm nếu mà lặng được, lặng được đây không nghĩa là anh phải cần dẹp sạch hết tất cả những cái suy nghĩ miên man đang rủi rong trên cái miền tâm thức. Lặng đây có nghĩa là anh quay về an trú ngay nơi trạng thái nhận biết, thì liền tức khắc mọi thứ bị biết tiêu mất, bốc khói bay đi mất, thế thôi. Sống vẫn còn đó, nhưng cái sự chú ý của anh bây giờ là thấy nước. Thế thì sống mặt sống thôi, nhưng mà ta là người đang nhìn mặt nước, cho ta không phải thấy sống. Dù cho những cái trạng thái buồn giận nơi tâm thức các vị nó vẫn còn sinh khởi, chứ chưa phải là chấm dứt hẳn.
Thế nhưng mà bây giờ các vị là cái tự thể nhận biết, nhận thấy nó thì mình không dính gì với nó cả. Người khách đi vào và đi ra, nhưng mà ta là người chủ luôn an ổn, bất động, tĩnh tại ngồi nhìn cái kẻ kia đang đến đang đi. Thế thì sẽ có một lúc họ ra đi biền biệt, đi mất luôn, không bao giờ ghé lại nhà ta nữa. Thế thôi. Tội không tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân sám hối. Tội khi nó sạch hết rồi, cái tâm ân hận cũng không còn, và cũng không còn làm cái gì thêm nữa cả. An trú trong một cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng, tinh tường, rỗng lặng. Thế thì thưa các vị, đó mới là chân thật sám hối. Nó là cái câu pháp ngữ tuyên trong những kỳ sám hối. Và mình dẫn cái điều đó ra để quy chiếu vào cái vị Bồ Tát thứ 9 là tội tánh vốn là không. Thế nhưng mà có điều đặt ra cho chúng ta đây là thế này. Không khéo thì chúng ta lạc vào cái tầng là bài bác không có nhân quả. Cho nên mình lặp lại. Bản chất của tội và phước nó vốn không, nhưng mà nhân quả vẫn rõ ràng, không có sai sót. Bao giờ các vị đạt vào cái tầng tội tánh bổn không, tức là an trú ngay nơi tự thể niết bàn tịch diệt, thì tự thân các vị không có bị cái luật nhân quả nhận chìm, nhưng mà nhân quả vẫn đến với hình hài năm uẩn của các vị. Tại sao vậy? Thân của ta thừa thọ nghiệp của quá khứ để hình thành một cái kiếp nhân sinh trong hiện thời như bao nhiêu người. Các Đức Thế Tôn chứng niết bàn rồi nhưng mà vẫn còn được gọi là hữu dư niết bàn. Niết bàn nhưng mà vẫn còn dư sót lại cái nghiệp thọ thân như bao nhiêu con người trong cõi vô thường. Có phải vậy không? Cho nên Thế Tôn vẫn phải nhận lại cái quả báo ăn lúa ngựa là một, bị Đề Bà Đạt Đa xô đá làm bầm chân là hai, vẫn bị Vu Khống là ba. Và Sư Tử Tôn Giả là vị tôn giả thứ tư trong truyền thống nhà Thiền, thưa các vị, vẫn bị vua Kế Tân chém đầu. Thế thì có nhân quả hay không nhân quả? Có, rõ ràng có trên cái sinh thân của ta, thưa các vị. Thế nhưng mà các vị thánh hay là những người tu tập chứng nghiệm thì họ có thọ nhân quả khổ giống như chúng ta thọ khổ không? Thưa các vị, họ không thọ khổ à. Tại sao? Mình chưa nói đến chuyện các vị chứng thánh, nói đến chuyện các vị là một người bình thường như thế này, có một chút năng lực tu tập thôi. Hôm qua các vị lỡ gây gỗ, làm tổn thương một người bạn nào đó bằng lời nói xúc phạm người ta. Hôm nay mình biết tu rồi, mà biết tu rất là thâm sâu, tức là biết ta là cái nhận biết, chứ không phải biết tu ở mức độ cạn đâu. Cái người bằng hữu kia họ căm giận mình vô cùng, cho nên họ thừa cái cơ hội là mình đang có mặt giữa bạn bè đông đảo như thế này, họ hà nhục mình. Mình đấm người ta một cái thì người ta trả lại bằng 10 cái, chứ không phải người ta đấm một cái mà họ hài lòng đâu. Cho nên họ lựa cái cơ hội là họ sỉ nhục mình cho xứng đáng đồng tiền bát gạo của họ. Thế thì thưa các vị, với mọi người bên cạnh thì họ thấy các vị đang trả quả, phải không? Các vị bị người ta sỉ nhục, bị người ta mạ lị, bị người ta làm giảm uy tín trước mặt bao nhiêu người đông đảo. Với người bình thường không tu thì thấy rất là tội nghiệp, bị xúc phạm như thế thì mất danh dự vô cùng, tổn thương mình vô cùng. Nhưng mà nếu các vị là người có tu, lúc bấy giờ thì cái sát na đầu tiên, tức là chúng ta cho phép cái xúc đầu, cái cơn bực bội, tức tối, phiền giận, nó nổi lên cuồn cuộn chứ. Thế thì nhân quả có mặt liền, phải không? Thế nhưng mà nếu mình lặn vào chiều sâu để tu, tức là lúc bấy giờ những cái phiền giận bất an nó cuồn cuộn lên, thì ta chợt nhận ra một điều: tất cả những cái này là cảm thọ đang sinh khởi trong tôi. Tôi không phải là những cảm thọ này, tôi là cái nhìn được cảm thọ kia. Do tôi quên cho nên tôi đồng nhất tôi vào mọi cảm thọ. Tôi chợt nhớ thì cảm thọ là cái sinh diệt bồng bềnh, nó nổi trên cái miền biển tâm thức bất động của tôi thôi. Thế thì tôi là cái nhìn, cảm thọ là cái bị nhìn. Ngay lúc bây giờ, thưa các vị, với con mắt của bao nhiêu bè bạn xung quanh thì ta đang trả quả. Nhưng với ta thì có trả quả không? Thưa không. Tại sao vậy? Rõ ràng là
phiền giận người ta đang đổ vào người mình, nhưng mà mình không phải là cái người thọ nhận cái phiền giận, mà mình là người nhìn thấy buồn giận, phiền muộn, bất an nổi trôi trong tâm thức mình. Mình là nhân chứng, chứng nghiệm nó đang có mặt nơi mình, chứ mình không đồng nhất mình vào nó. Thì thưa các vị, vượt thoát nhân quả liền ngay lúc đó. Vượt thoát nhân quả, tiêu việt nhân quả, biết rành rõ nhân quả, chứ không phải là người coi thường nhân quả. Thưa các vị, nó khác nhau. Mình liễu đạt được nhân quả, thấu triệt được nhân quả. Cho nên thưa đại chúng, là một người tu thấu đạt chánh pháp rồi thì người đó làm gì? Không bài bác nhân quả. Tại vì nhân quả là một nền tảng căn bản cho xã hội, cho con người. Nhân quả là nền tảng tội phước, thậm chí nó là nền tảng để đi vào thánh quả nữa. Tại sao? Tại vì nếu phước lành mình không đủ thì mình không thể có được cái sự an ổn cần thiết cho thân và tâm để tu tập. Nó là một cái bệ phóng rất là cần để cho cái phi thuyền kia vượt không gian. Nó là một cái nền tảng căn bản, một cái chân đế vững vàng để các vị xây cái kim tự tháp của giải thoát lên trên đó. Thế cho nên với người tu có được chánh kiến rồi thì họ tin nhân quả, nhưng mà họ không có chìm mất, không có bị nhân quả nhận chìm. Họ siêu việt khỏi nhân quả. Nếu năng lực tu của các vị mà có mặt thực sự thì các vị siêu việt nhân quả, các vị chứng nghiệm được hiện tiền an lạc. Đó là cái điều đặc biệt của cái phần thứ 9 này mà chúng ta bàn một chút, rồi chúng ta đi vào cái phần các pháp vốn bình đẳng của ngài Sư Tử Ý Bồ Tát. Chia ra làm hai vế như thế này: hữu lậu vô lậu là hai. Nếu mà thấu đạt được các pháp bình đẳng thì không khởi lậu và vô lậu. Phần thứ nhất đó là hữu lậu vô lậu vi nhị. Phần thứ hai: nhược đắc chư pháp bình đẳng, tắc bất khởi lậu bất lậu tưởng. Bất trước ư tướng, diệt bất trụ vô tướng. Cái phần thứ ba: thị vi nhập bất nhị pháp môn. Những cái từ Phật học này với một số các vị Phật tử đã quen thì nó không khó khăn chi, nhưng mà một số các vị có khi còn chưa có thâm đạt những cái từ như là hữu lậu và vô lậu. Lậu là gì? Thưa các vị, lậu là bị nhà bị dột gọi là lậu, ốc lậu canh tàn đó. Tức là nhà dột đêm vắng gọi là ốc lậu canh tàn. Trong văn học cái từ này nó rất là quen với chúng ta. Và các vị hình dung là cái nhà dột nó khó chịu vô cùng, phải không? Tôi học thuộc của bà già tôi giải mấy câu thôi. Một là vợ dạy trong nhà, hai là nhà dột, thứ ba nợ đòi. Mà hai cái nỗi khổ lớn nhất của đời người thì nó khổ lớn nhất là nhà dột thôi các vị. Tại sao dột mà nó khổ vậy? Mình hình dung coi, trong nhà nó không phải trong nhà, ngoài trời nó không phải ngoài trời, rất là khổ. Không có chỗ nào mà khô ráo để mình ngủ, để mình ngồi cả. Nước thì ướt, ở trên thì mưa dầm về. Thà ở ngoài trời mưa, hoặc là ở trong nhà thì nó ra ở trong nhà. Còn này, trong nhà nó không phải trong nhà, ngoài trời không phải ngoài trời. Cho nên đó là một nỗi khổ lớn nhất của đời người. Và trong đạo Phật thì thưa các vị, cái chữ lậu này nó có cái tính chất, điều thứ nhất đó là phiền não nó ẩm ướt, nó thấm vào tâm thức của các vị, nó không có bao giờ khô cả, là lậu. Điều thứ hai đó là không có một vùng tâm thức nào vắng mặt nó hết, cũng gọi là lậu. Điều thứ ba, cái tính chất của nó là làm rơi rớt, làm rơi rụng, làm cho các vị chìm đắm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Rồi sâu hơn, chìm đắm ở trong ba cõi sáu đường, trôi dài trong sinh tử là lậu. Rồi một cái định nghĩa gần hơn của nhà thiền thì thế này: hữu lậu là gì? Còn sinh còn diệt của ý thức, của tâm thức là lậu. Còn vô lậu là gì? Tức là vắng bạch hết mọi cái tâm thức thì thầm, vắng bạch hết những cái vui buồn hờn giận ghét thương, một màu trong veo như trời xanh, không có một mảnh may nào, thì gọi đó là vô lậu. Lậu nghiệp sạch nhẵn không còn,
không có cái điều kiện để anh ta đi trở lại trong cõi luân hồi nữa, cho chấm dứt ngang đây, gọi nó là vô lậu. Nhưng mà trong Di Thức Tông ngày xưa các vị họ có một câu rất là hay: bất động địa tiền phương xả tạng, kim can đạo hậu dị thục không. Hai câu này rất là hay, dường như mình đã dẫn ở đây rồi ạ. À, quý vị đã từng nghe rồi, phải không? Thưa đại chúng, là bất động địa là địa vị thứ 8 của hàng Bồ Tát thập địa. Tức là khi anh bước vào tới cái địa vị thứ 8 của hàng Bồ Tát thập địa thì tàn thức ăn nó mới hết sạch nhẵn tất cả những hạt giống chủng tử trong đây. Bất động địa tiền phương xả tạng, kim can đạo hậu dị thục không. Thưa các vị, mắt mé vào cái mé bờ đẳng giác và diệu giác của Đức Thế Tôn thì cái dị thục thức, tức là tàn thức của các vị, tức là thức thứ 8 của các vị, cái thức chấp ngã của các vị nó mới hoàn toàn bị triệt tiêu. Lúc bấy giờ bình đẳng tánh trí nó mới hiện tiền. Thế nhưng mà cái con đường của Di Thức Tông mà giải thích, họ đi vào với cái phần tâm lý rất ư là chi tiết. Chúng ta dẫn chứng ra hai câu này để làm sáng ý về hữu lậu và vô lậu, chứ mình không có muốn đi vô đây làm cái chi đâu. Mình chỉ nói cái con đường nó có khó khăn vô cùng để cho các vị đừng có nản lòng khi các vị tu tập thôi. Thực tế mà nói là ngay trong đời sống hiện tiền, các vị nếm được hương vị chánh pháp, các vị tu, các vị cảm thấy nó trầy trật vô cùng, không có chuyện gì mà chán nản cả. Tại sao? Tại vì mình đã quen với cái tâm thức sinh diệt rủi rong nghìn đời rồi, mình đã chấp nhận nó là mình, bao giờ mình cũng đồng nhất mình với nó là một. Gần nhất là trong một đời người 70 năm mình đã đồng nhất mình với nó rồi, bây giờ mình mới có làm quen với cái tâm thể không sinh không diệt, tức là cái nhận biết, nó mới có vài hôm đây thôi. Thì mình hình dung tới một bên đó là anh khổng lồ, sức lực của anh cực kỳ mạnh mẽ. Một bên là một đứa bé mới vừa sinh ra đời. Thế thì ai hơn ai? Cái kẻ lực sĩ kia nó mạnh vô cùng, nó lôi mình sình sợ cho khắp trường, mình đâu có chống chọi được. Trong khi thưa các vị, mình vốn là một em bé, cái chánh pháp mình mới làm quen thôi. Còn cái con đường của sinh tử luân hồi, tức là con đường của hữu lậu nghiệp này, nó rất là mạnh. Do vậy cho nên hữu lậu và vô lậu này, một bên á, nó là cái năng lực tiềm phục tự thân của các vị vốn có. Vô lậu nghiệp đó là cái nghiệp Phật, hay nói một cái từ khác đó là cái năng lực tuệ giác nơi chính các vị, vốn là cái nền tảng đã sẵn có. Cái nó luôn nằm đó, nó trực chờ. Hay nói một cách gần gũi là bản chất của các vị là một loài sư tử sẵn rồi đó. Thế nhưng mà do vì ta đã được nuôi dưỡng trong cái môi trường con khỉ quá lâu rồi, cho nên cái tập tánh của ta, cái thói quen của ta, cách ăn cách uống của ta toàn là khỉ với khỉ. Do vậy cho nên để phục hồi được cái phẩm chất của một loài chúa sơn lâm, một loài sư tử ở rừng xanh, thưa các vị, nó đòi hỏi chúng ta điều thứ nhất là phải đủ niềm tin là một. Thứ hai là các vị cũng phải đủ dũng lực để tin mình nữa. Tất nhiên là cái điều này nó không có đủ cụ thể để nó ví dụ cho cái con đường hay là cái bước chuyển hóa từ nghiệp hữu lậu đến nghiệp vô lậu ngay nơi tâm thức của chúng ta. Cái con đường tu, thưa các vị, con đường của thiền tập được gọi là con đường của đốn giáo hoặc con đường của viên giáo. Người xưa gọi một câu là thấy tánh thì thành Phật, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Các vị thiện tri thức chỉ có một cái điều phải làm, đó là chỉ thẳng để cho anh nhận ra cái gì là tâm Phật bất động của anh, gọi là trực chỉ nhân tâm. Chỉ thẳng thôi, một chỗ ấy thôi, không có chỗ khác, không có cái phương tiện vòng quanh gì cả. Một là anh nhận được thì tức khắc là thấy tánh. Mà thấy tánh thì ngay nơi đó, nếu anh khéo, anh đủ dũng lực, anh có một cái sức kiêu hùng của một con người không thích lệ thuộc vào cái con đường tử sinh nữa, thì anh đứng liền trong cái vùng đất của Như Lai bất động. Còn nếu mình không đủ sức làm như thế thì mình rất là cần cái con đường mài dần, cái con đường loại trừ dần để lần lần nó sạch nhẵn lậu nghiệp. Và người ta ví dụ với
người ta dùng cái vô lậu và hữu lậu người ta ví dụ thế này. Thì các vị nhận ra cái ví dụ này rồi các vị thấy là chúng ta nên chọn con đường nào để đi. Một cái ví dụ đó là như người ta mỗi một ngày mỗi một bỏ vô cái thạp kia, cái món đồ bằng sành kia, mỗi ngày vài một hộp đậu, mỗi ngày vài hộp mè, và đựng tới năm này tháng nọ, cho nên nó đã đầy lên rồi. Cái con đường tu tập nó có hai cách. Một là người kia rất là kiên trì thò tay vô, mỗi ngày anh bỏ vào bao nhiêu thì anh thò tay vô anh lấy, bỏ ra ngoài bấy nhiêu, thì thời gian nó rất là dài, có phải vậy không? Cái phương pháp thứ hai, người ta dũng mãnh hơn, gọi là liều mạng hơn á. Một là sống, hai là chết, làm một lần thôi. Người ta làm cái gì? Đổ thì còn chậm thôi, các vị, người ta đập bể cổ luôn. Mọi thứ vốn liếng tích cóp từ ba đời tám kiếp liền một lúc nổ tung ra, không còn gì nữa cả. Gọi là cái con đường trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật. Ở con đường này, thưa các vị, người nào căn cơ mãnh lợi, trí tuệ sắc bén, có thể người đó đã đi ngang qua cuộc đời này, họ đã trải nghiệm nhân thế, họ nhận ra mọi thứ đều phù du. Mọi con đường vào thế trần họ đã trải nghiệm, họ thấy toàn là những cái niềm vui rất là ngắn ngủi. Lợi họ có, danh họ có, tình họ có, tiền họ có, mọi thứ họ đã nếm rồi. Họ đều thăm dò vào, họ thấy dường như không có gì bền bỉ cả. Dường như cái dư vị của nó cuối cùng rồi, một vị đắng mà thôi. Chỉ còn một con đường duy nhất là con đường tu, ta chưa thăm dò vào để biết thử thôi. Bây giờ không còn cách gì khác nữa, mọi thứ ta không cần thiết nữa. Bây giờ hãy luyện hết toàn bộ đời sống mình vô một cái hướng này. Một là đi tới nơi tới chốn, hai là thôi cũng không cần thiết gì phải sống giữa cuộc đời này nữa, họ một lần thôi. Thế thì người đó làm gì? Thưa các vị, họ có niềm tin vững chắc liền à. Họ nhận ra cái gì là phù hư giả dối, họ nhận ra cái gì là không sinh không diệt liền thôi. Và bất thần họ nắm được một pháp môn, họ mở sáng được trí tuệ, họ thể nhận được đạo ngay nơi tự tâm họ, thì họ sống liền, họ không có gì lý do gì họ trở lại cuộc sống đời thường như chúng ta nữa cả. Còn chúng ta thì chúng ta chưa từng sống liều mạng bao giờ, làm cái gì cũng làm phân nửa để dành phân nửa để làm vốn chứ, hết vốn rồi thì sao. Cho nên cuộc đời mình, thưa quý vị, không đủ can trường. Do vậy cho nên mình không thể một lần đập vỡ được cái nghiệp thức lâu đời của mình để làm cho không gian tâm thức mình bừng sáng và rỗng lặng. Trong khi năng lực trí tuệ mà đủ lớn thì các vị nhận ra một điều rất là dễ dàng, đó là mức độ cạn thôi. Mình ví dụ thôi, mình nhìn lại coi mình là gì, mình có cái gì mang theo đây? Không hề có cái gì mang theo giữa cuộc đời này cả. Các vị điều đến nhân gian này là cái sự vay mượn. Vay mượn từ ban đầu của kết tinh một hình hài cho đến trưởng thành hôm nay, các vị đều sống trên tất cả những cái điều vay mượn chung quanh. Và cái khốn khổ chúng ta là chúng ta vay mượn vào mình bao nhiêu thì chúng ta nghĩ cái đó là mình bấy nhiêu, chứ không hề nghĩ đó là thứ vay mượn. Một chút cơm, một chút nước, một chút tình, vân vân, nuôi dưỡng đời sống này để cho hình hài vật lý này trưởng thành, để cho có cái không gian tình cảm chung quanh để mình ấm cúng. Rồi mình cứ nghĩ mọi thứ là mình cả, mọi thứ là ta cả. Và mình luôn luôn chơi cái trò chơi chiếm hữu. Thế nào là trò chơi chiếm hữu trong đời sống chúng ta? Nhỏ thì mình chiếm hữu con búp bê, chiếc xe giả. Lớn thì mình chiếm hữu cái món đồ thiệt, không phải búp bê nữa mà con người. Chứ búp bê làm gì? Rồi thưa các vị, chúng ta đều xâm đọt lẫn nhau, muốn chiếm hữu lẫn nhau, muốn thủ đắc trọn vẹn cái món vật mà chúng ta có. Món vật đó là con người, là vật chất thiêu chi vân vân. Các vị đều muốn sở hữu trọn vẹn trong tay của các vị. Và nhìn kỹ mà coi, trong đời sống chúng ta chưa hề có một đời sống nào hoàn toàn hạnh phúc cả. Tôi nói cái chữ hoàn toàn hạnh phúc là còn hơi khiêm tốn đó. Chứ còn thực tế là không có đời sống nào có cái hương vị hạnh phúc thực sự hết. Giả vờ mức độ cạn thôi. Thưa, tại sao? Tại sao? Tại vì hai tâm hồn họ đều mang một cái chiều hướng tâm thức là chiếm hữu như nhau.
các vị thì muốn chiếm hữu cái người của các vị cưới về, rồi cái người được cưới họ cũng muốn hoàn toàn chiếm hữu các vị nữa. Rõ ràng là chúng ta hai tâm hồn cùng một cung bậc như vậy, cho nên dễ gặp nhau vô cùng. Và chúng ta đều là những người nói một cách không sợ mất lòng nhau, đó đều là những người xin tình cảm của nhau để sống còn, phải không? Anh hãy thương tôi bằng không tôi chết mất, anh hãy thương tôi bằng không thì tôi tự sát cho rồi. Đời sống tôi mà thiếu người này thì tôi không thể sống được. Thế thì sao? Rõ ràng là ta rất cần người kia, và người kia cũng cảm thấy là mình rất cần họ, cho nên hai kẻ ăn mày gặp nhau thì thành ra, thưa các vị, thành ra một nhóm ăn mày, chứ không phải là hoàng đế được. Và nên nhớ cái điều này rất rõ ràng, đó là nếu anh là người cho thì anh mới là hoàng đế, phải không? Còn anh là người xin thì anh luôn luôn là người ăn mày thôi. Mà mình nhìn kỹ đời sống mình, cái mình cho hay mình xin? Mình luôn xin à, mình rất là cần. Và khi nào các vị là người luôn ban phát, luôn cho, luôn hiến tặng thì cái cuộc đời này nó sẽ đẹp ra. Nếu các vị hiến tặng thì cái chuyện xảy ra đó là thế nào? Người kia đến với tôi thì họ hưởng được cái hạnh phúc từ tôi hiến tặng cho họ, mà họ quay lưng lại, họ chối bỏ sự hiến tặng của tôi thì tôi có mất gì đâu, có phải vậy không? Thì của tôi còn của tôi chứ mất gì đâu mà tôi phải sầu khổ bất an, tôi phải mướn thám tử theo rình, vân vân, nghĩa là không có chuyện đó. Và thưa các vị, là mình có một chút năng lực trí tuệ, mình nhìn đời sống mình thì mình thấy rõ một điều là ta đến hành tinh này bằng cái hạt máu đầu đời vay mượn, và ta vay mượn tất cả mọi thứ để sống còn cho tới hôm nay, để hình thành một con người tự hào cho tới hôm nay. Và nhìn kỹ là tự thân mình thì mình có cái gì? Không có cái gì cả, bản chất nó vốn là vô ngã. Giác ngộ được tầng này thì thưa các vị, các vị đập vỡ cái tầng hữu lậu nghiệp nó không phải khó khăn đâu. Hữu lậu nghiệp là những cái suy nghĩ của các vị, buồn vui của các vị, cất chứa của các vị. Và mình lau sạch nhẵn một lần tất cả những cái lưu trữ trong tâm thức của mình, thưa một lần thôi à, phá vung hết, gọi là từ cái vùng hữu lậu nghiệp dày bao nhiêu đời kiếp bước vào không gian của vô lậu, một bước thôi. Trong thiền ngữ có một câu Ngài Quyền Giác, trong Chứng Đạo Ca có một câu thơ rất là hay là: sát na diệt khước a tỳ nghiệp, đàn chỉ viên thành bát vạn môn. Trong một sát na thôi, dứt sạch nghiệp của ba tăng kỳ kiếp. Trong một cái chốc tay thôi thì ngàn muôn hạnh lành của thập phương chư Như Lai đều thành tựu. Có thiệt gì không đây? Thưa thiệt chứ. Tại sao mà trong một sát na mà có thể diệt sạch hết phiền não của ba đời? Thưa các vị, là phiền não trùng trùng đang dậy lên trong tâm thức của các vị. Các vị quên thì các vị là phiền não, là sóng bủa chập trùng. Các vị chợt nhớ thì tôi là người thấy phiền não, là các vị thấy gần nhau hay là xa? Trong tích tắc thôi thưa các vị, nháy mắt là chậm á, nhanh hơn một cái nháy mắt thưa các vị, rõ ràng như vậy thôi. Cho nên bước cạn á, thì hữu lậu vô lậu nó là hai, nó rất là khác nhau. Một cái thì nó dìm mình trong tử sinh, một cái thì nó chấp cho mình đôi cánh để bay vào cái không gian lòng lộng của sự giải thoát. Thế nhưng mà đi vào cái tầng thâm sâu, tức là thấu đạt từ các pháp vốn là bình đẳng, thì tất cả những cái hữu lậu và vô lậu liền triệt tiêu. Thấu đạt từ các pháp vốn bình đẳng không có nghĩa là các vị nhìn ra ngoài để quán chiếu, cái này đều là những thứ được kết hợp bằng mây gió trăng sao, tôi cũng được kết hợp bằng mây gió trăng sao. Quán chiếu và cái sự vận hành của tâm thức, nói thì thầm về tất cả những cái đối tượng các vị tiếp xúc được gọi là quán. Thế nhưng mà ta vận dụng cái gì để quán? Vận dụng cái nguồn của ý thức sinh diệt quán chiếu về mọi cái. Tôi thấy là anh cũng là một tứ đại hợp thể kết thành, tôi cũng là một tứ đại hợp thể, không khác gì nhau. Anh cũng nuôi bằng cơm áo, nuôi bằng khí trời, nuôi bằng ánh sáng, tôi cũng nuôi bằng cơm áo, khí trời và ánh sáng. Mình vận dụng cái ý thức thầm thì để suy nghĩ về người kia, suy nghĩ về mình, là mình đặt căn bản cái tu trên vọng thức, phải không? Vọng thức thì sinh và diệt,
Trong khi thưa các vị, quán chiếu các pháp bình đẳng có nghĩa là các vị lặn vào tầng sâu của cái nhận biết các vị. Thế thì bình đẳng hay là không bình đẳng? Quá bình đẳng. Tại sao? Cái vọng thức của các vị thì thầm á, thì các vị có thể nói nó bằng tiếng Việt, nói bằng tiếng Mỹ. Vọng thức nào cũng là một loại ngôn ngữ thầm thì cả. Các vị có thể nói nó bằng loại ngôn ngữ gì là một. Tùy cái trình độ hiểu biết và khả năng diễn đạt của các vị có thể nói nó dài, nó ngắn. Thế thì nó rất khác, phải không? Cái tầng cạn hơn cái tầng của suy nghĩ là cái tầng của vui buồn thì nó càng khác nữa. Không có cái vui nào giống cái vui nào, cái buồn nào giống cái buồn nào. Mỗi cái vui buồn nó có những cái đậm nhạt, cái thâm độ màu sắc nó rất là khác nhau. Thế thì càng ra tầng ngoài bao nhiêu, tức là tầng thô bao nhiêu thì càng khác biệt bấy nhiêu. Thô hơn nữa là hình thể của chúng ta thì khác biệt hay là giống nhau? Thưa, nam khác, nữ khác, da vàng, da trắng, da đen khác nhau vô cùng. Nhưng mà càng lặn vào chiều sâu thì thưa các vị, vốn là bình đẳng. Cái nhận biết của các vị với cái nhận biết của tôi vốn là một màu bình đẳng. Các vị nhìn thì nhận biết liền, nhưng mà các vị phân biệt. Còn tôi thì cũng nhìn, nhưng mà tôi không phân biệt, hoặc là tôi chưa từng biết về cái đối tượng đó, cho nên tôi không thể có ngôn ngữ để diễn đạt về nó. Thế thì cái sự diễn đạt rất khác nhau, nhưng mà cái nhận biết thì y như nhau, một màu. Cho nên lặn vào tầng sâu thì đi vào cái cửa bất động, vô phân biệt, cũng có nghĩa là đi vào cửa bất dĩ pháp môn thôi. Và lặn vào cửa này rồi thì thưa các vị, các pháp vốn là bình đẳng. Trên tướng thì bất bình đẳng, mà trên tánh thì bình đẳng. Thế nào là tướng, thế nào là tánh? Ví dụ thế này, trên tướng thì tôi với các vị trên lệch về tuổi tác, trên lệch về trình độ tri thức, trên lệch về giai cấp xã hội. Các vị là một cư sĩ, quan quyền chức tước gì ở nhân gian, tôi là một ông thầy tu, phải vậy không? Khác biệt. Rồi trên tánh là gì? Cùng là người Việt với nhau, thế thì chúng ta đồng đẳng với nhau là mức độ cạn. Ví dụ đi dễ hiểu thôi. Thì từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu về bên trong để thấy là trên tướng thì chúng ta rất là khác biệt. Tướng mà thô đó là tướng của hình thể vật lý. Mịn hơn hình thể vật lý đó là cái tướng của vui buồn. Mịn hơn cái tướng của vui buồn đó là cái tướng của suy nghĩ. Thì khác, nhưng mà các vị lặn vào cái tầng đáy của tâm thể bất động thì thưa các vị, vốn là bình đẳng nhất như. Các pháp vốn bình đẳng nhất như ở chỗ này. Và thậm chí không phải chúng ta bình đẳng với nhau, do vì chúng ta là phàm phu. Thậm chí chư Như Lai, các vị Bồ Tát cũng cùng một thể tánh bình đẳng như ta không khác. Khác biệt chăng là do vì các ngài thì sống được với cái tâm chân thật bất động, còn chúng ta thì chúng ta luôn sống với cái suy nghĩ, sống với cái vui buồn, cho nên ta khác biệt thôi. Nếu ta lặn đến cái tầng sau thì thưa các vị, ta với Phật cùng một thể tánh nhất như, bình đẳng nhận biết như nhau, không có cái gì khác biệt cả. Đó là phần thứ hai, chúng ta đi vô ngài Sư Tử Ý Bồ Tát là như vậy. Thưa đại chúng, là tôi nghĩ chắc nên dành cho quý vị đặt những câu hỏi cần thiết. Tôi không biết là hôm nay đạo tràng này thính chúng hỏi mấy câu hỏi thì tôi không biết, nhưng mà chúng ta nên có một cái thời giờ rất là rộng để cho các vị thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, lúc nãy trước giờ giảng có một vị đưa lên một câu hỏi. Dạ, con xin phép Thầy. Dạ. Kính thưa đại chúng, câu hỏi như thế này. Kính thưa Thầy, kính xin Thầy cho biết có cái định nào mà thọ tưởng hành thức vẫn hoạt động như thường không? Con xin thành tâm tri ân Thầy chỉ dạy. Thưa, may mắn là chỉ có một câu hỏi thôi. Thưa đại chúng, là mình có thể chia ra những cái tầng định như thế này. Có những cái tầng định của những cái phương pháp như là từ chỉ nè, từ quán nè đi vào định. Và cái quá trình thực tập và công phu của họ rất là dày. Cho nên họ đi vào định rồi thì năm quẩn của họ đóng lại. Nó có thể còn đó
Thế nhưng mà họ cấm chỉ cái sự hoạt động của nó dừng lại được sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà không có nghĩa là họ chết. Trong cái từ ngữ Phật học có những cái tầng như là vô tưởng định đó, vân vân, vô tưởng thiên vân vân. Nhưng mà những cái định này, thưa các vị, đối với cái nhìn của những người tu học theo truyền thống của Đông Độ, tức là theo thiền Đông Độ, thì thưa vẫn chưa phải là cái điều thành đạt của những thiền giả họ muốn thực tập. Ví dụ như trong thiền sử có một câu chuyện là sau khi vị hòa thượng Đường Đầu nhập niết bàn, cái vị thủ chúng, tức là vị lớn nhất trong đại chúng á, lên tiếp nhận cái chức vụ trụ trì của vị thầy. Và khi làm trụ trì rồi thì phải đủ tài, đủ đức và cái năng lực chứng ngộ phải đủ sâu sắc mới nhiếp phục được đại chúng hiện tiền. Có một vị thị giả của hòa thượng, ông nói: thưa thầy, nếu thực sự thầy đủ năng lực á, thì thầy hãy trả lời cho tôi một câu mà thầy trả lời thông đạt thì tôi mới chấp nhận thầy là người kế thừa được gia phong của tiên sư. Tiên sư là của thầy mình á. Còn nếu thầy trả lời không xong á, thì xin thầy hãy tuột xuống làm chúng thường thôi, chứ không thể leo lên cái địa vị của một hòa thượng Đường Đầu dạy 500-700 chúng được. Và thưa các vị, người xưa họ chọn người chủ trì không phải chọn người có tài, thấp nhất là người có đức, cao hơn người có đức đó là người có trình độ tu chứng. Và Già Lam Tự Viện không phải là của riêng, nó là của công thôi, của thập phương thí chủ tập trung năng lực tài lực lại xây dựng một cái nơi để làm đạo, để thành những đạo tràng giúp người ta tu tập thành đạt con đường giác ngộ. Đó là cái khác biệt vô cùng giữa người xưa với chúng ta hôm nay. Chúng ta hôm nay thì cái tình trạng Già Lam nó rất là khác biệt, không giống gì với cái phong cách của người xưa cả. Thế gian người ta còn truyền hiền bất truyền tử, phải không? Ông vua ông tìm người hiền truyền ông báo. Thế nhưng mà cái thời Hoàng Kim nó bây giờ kiếm không ra. Và xã hội như thế nào thì nó ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhà chùa, nó cũng gần giống như thế ấy. Người ta không có tìm những cái bậc có đức hạnh là một, có trình độ tu chứng là hai. Mà có khi trong thế giới người tu bây giờ, những người đệ tử nào mà khéo chiều uống, khéo lấy lòng được thầy thì coi chừng anh đó làm trụ trì như chơi. Cái chuyện thiện đó là vậy. Và thưa các vị, thế gian có nhiều, mình nói chuyện bồng bềnh cho vui một chút rồi trở lại nha. Có một hôm tôi ngồi nói chuyện với một vài Phật tử, họ nói: thưa thầy, thầy có biết không, cái tỉnh này bây giờ người lãnh đạo tỉnh là người Bình Định, là người Quảng Ngãi. Cho nên một hôm con chọc mấy đứa sinh viên, con hỏi: chứ My học môn gì? Nó nói là con học Anh văn. Đứa nói: con học tiếng Nga. Đứa học môn này môn kia. Con nói là: tụi bay không có thông minh đâu, tụi bay đừng có học mấy cái môn ngoại ngữ đó, tầm phào, nó không có đậu, không có làm ăn được gì đâu. Mày học cái tiếng Quảng Ngãi đi tao. Đó là chuyện nhân gian, đó là như thế. Thưa các vị, trong thế giới nhà tu chúng ta đôi khi Già Lam Tự Viện nó cũng đi vào cái con đường như vậy, chứ không có tránh được nào được cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Rồi mình trở lại cái vấn đề cái vị thị giả kia. Ông hỏi một câu thế này. Ông hỏi là: tiên sư ngày xưa có nói một câu tối hậu mà thấu đạt được mới vượt qua khỏi lao quan. Thế nào là câu tối hậu? Cái vị thầy kế nhiệm chức trụ trì ấm ớ trả lời không xong: tối hậu mới vượt khỏi lao quan, tức là nói một câu mà vượt khỏi phàm tình ý tưởng của tâm thức sinh diệt, gọi là câu tối hậu, mới vượt khỏi được sống và chết, vượt khỏi cái cửa của hữu lậu và vô lậu, chứng nhập được bất nhị pháp môn. Mình có thể dùng cái này giải thích cái câu đó là như vậy đi cho nó dễ hiểu. Vị thầy kia không trả lời được. Và vị thi giả nói: thế thì thầy đâu có xứng đáng kế thừa sự nghiệp của tiên sư. Ông nói: tôi thách ông á, tôi đốt một cây hương, cây hương tàn mà tôi nhập niết bàn được á là tôi là người xứng đáng. Thế rồi người ta đốt một cây hương, ổng ngồi nhập định và ổng ra đi luôn. Các vị biết thị giả nói thế nào không? Đến vỗ vai cái tử thi ông kia, nói:
dù huynh có ngồi ra đi, tàn cây hương ra đi được, hoặc là nửa cây hương, hoặc huynh có thể đứng mà nhập niết bàn, nhưng mà vẫn là người chưa thấu đạt được cửa của tổ sư thiền à. Cho nên thưa các vị, thấu đạt được cửa tổ sư thiền á, nó không dính gì với cái chuyện thiền định ngồi 5 ngày 10 ngày gì cả. Thế nhưng mà cũng có điều ngược lại, đó là người ta có được một phần tuệ giác, thấu đạt được con đường thiền tập, thì người ta cũng có khả năng ngồi dài như vậy. Nhưng mà không nhất thiết mình phải đánh giá phải ngồi như thế mới thấu đạt được ý tổ, thấu đạt được con đường thiền tâm. Đó là trường hợp thứ nhất mình giải thích, là có những cái định từ chỉ, từ quán, từ công phu thiền tập, nó giúp cho người ta có thể nhập vào đó, thì loại trừ được sắc thọ tưởng hành thức. Loại trừ không có nghĩa là giết chết nó, mà nó vẫn còn yên đấy, nhưng mà người ta có thể chết lặng luôn 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày. Và chuyện này nó đã xảy ra. Có những vị thiền sư ngày xưa họ nhập vào việc tận định, móng tay của họ nó cứ ra dài vậy hoài, hơi thở không còn, cơ thể đó lạnh, thế nhưng mà nó không phải là đã hết sự sống, thần thức vẫn còn, do vì chưa đoạn hẳn được hữu lậu nghiệp. Có thể nhập vào tận định, nằm trong đó ngủ yên 1000 năm, có khi cũng có thể như vậy, thế nhưng mà vẫn chưa thoát sinh tử, do vì chưa thể hội được lý đạo. Đó là tầng thứ nhất mình giải thích, là có trường hợp nhập vào định thì có thể làm cho năm uẩn ngừng lại không hoạt động. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là trong thiền tông có một từ rất là hay là tự tánh định. Tự tánh định, các vị mà đọc vô Pháp Bảo Đàn rất là hay, và trong đó có cái từ tự tánh định mà Lục Tổ ngài giải thích. Ngũ Tổ ngài nói một câu, mình dẫn Ngũ Tổ trước, rồi nói đến Lục Tổ, rồi giải thích tự tánh định, rồi nói đến cái khả năng các vị là ngũ uẩn vẫn bình thường mà các vị vẫn an trú trong định. Ngũ Tổ nói một câu thế này: người mà thấy được tánh thì dù đang ở giữa lằn tên mũi đạn vẫn thấy tánh sáng chói chẳng bị mất. Là sao? Thưa các vị, là hoàn cảnh hay môi trường sống của các vị nó có bị nhiễu nhương, nó có phồn tạp, nó có thể sao động. Thế nhưng mà nếu các vị là người tu tập giỏi, các vị luôn an trú ngay cái nhận biết, phải không? Thế thì mọi cái sao động bất an, cái nào mà nó không bị các vị nhận biết đâu. Sa Di Cao đến tham vấn ngài Mã Tổ, không biết phải Mã Tổ không, tôi nhớ tên không chính xác, nhưng mà tôi nhớ cái con người nói được câu đó, đó là một Sa Di thôi. Hỏi mi từ đâu tới? Sa Di kia nói: giờ bạch thầy, con từ Trường An tới, tức là từ Kinh Đô tới. Tổ nói: ta nghe nói nơi nó ồn ào náo nhiệt, loạn lạc, binh biến, rất là dễ sợ. Sa Di Cao nói: giờ bạch thầy, đất nước của con rất là yên bình. Ông trả lời cái gì? Thưa các vị, thiền sư không có phải nói chuyện về hoàn cảnh, về môi trường chung quanh các vị, mà luôn luôn chỉ tâm thôi à. Ta nghe nói vùng đó rất là bất an, xí gạt. Và Sa Di Cao nếu ông khờ khờ thì ông nói: dạ thưa thầy, lâu nay con thấy Trường An vẫn bình yên mà. Thế thì chết rồi, bị gài bẫy. Còn này ông cũng rất thông minh, ông nói: dạ bạch thầy, đất nước con luôn yên bình à. Tức là lòng con đang yên bình, thầy không có làm cách gì gạt con được hết, thầy không có làm cách gì bẫy con văng khỏi cái vùng bất động nơi tự tâm con cả. Thế thì thưa đại chúng, là tự tánh định là gì? Giữa lằn tên mũi đạn, dù hoàn cảnh bên ngoài nó có sao động bất an đến độ nào, nó phiền muộn đến độ nào, nhưng mà các vị vẫn an trú tâm ngay sự nhận biết, gọi là an trú ngay như tự tánh định. Và câu này Ngũ Tổ ngài nói. Thế rồi đến Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ ngài dạy càng rõ ràng, càng sáng tỏ hơn. Người nào thể nhận được tấm, nhận ra được cái tâm bất động sáng chói, thì đi tới đi lui, mặc áo, ăn cơm, nói năng, vân vân, vẫn an trú được trong trạng thái bất động. Thưa đại chúng, là mình tu dở thì mình làm cái mình quên mất mình trong việc làm, phải không? Mình nói mình quên mất mình trong việc nói, mình giận mình đánh mất mình trong cái giận, mình vui mình đánh mất mình trong cái vui, mình suy nghĩ thì mình liền là cái suy nghĩ, không có cái gì khác cả. Thế nhưng mà dần dần thì các vị thực tập quen thì các vị
sẽ làm được một điều là tôi đi tới, tôi đi lui, tôi nói năng, tôi ăn cơm và mặc áo, mọi thứ đều là cái sự vận hành của thân. Nhưng mà riêng tôi là cái nhận biết thân tôi đang di chuyển, đang vận hành. Tu dở thì sao? Thưa các vị, tôi nói thì tôi mất mình trong cái ngôn ngữ tôi trình bày diễn đạt cùng các vị. Tôi bị cuốn hút vào cái điều tôi nói năng. Thế nhưng mà nếu tôi tu giỏi á, thì nói là một việc diễn hành của ý thức, của miệng này, của cách trình bày, của sự sắp xếp từ trong tâm tưởng. Thế nhưng mà lúc nào tôi cũng luôn là người đang thấy tôi đang nói. Đành rằng cái chuyện này thì mình nghe tưởng chừng như cái chuyện mơ mộng, nhưng mà thực nó có như vậy. Các vị thử làm điều này, nó không khó khăn gì cả. Các vị làm bộ giận lên, nhưng mà mình chủ động cái giận của mình, chứ không phải mình bị cái hoàn cảnh hay là bị ai chọc giận cả. Mình làm bộ trợn mắt trợn mày, mình la lối, nhưng mà lúc đó mình đang làm chủ. Thế thì mình làm gì? Mình cho phép cái cường độ giận của mình nó lên cao tới chừng nào rồi nó dừng được chứ, phải không? Vì tôi đóng kịch kia mà, tôi đóng kịch tôi giận kia mà, nó khác với cái giận thiệt. Thưa có phải vậy không? Và cái ví dụ thứ hai rất là dễ để cho các vị có thể nắm và thực tập cái phương pháp tự tánh định này. Ví dụ thế này. Ví dụ như một hôm nào đó các vị cảm thấy rất là hưng phấn, các vị thích nhạc vô cùng, cho nên các vị hát những bài nhạc không tên đi. Của ai không biết, không tên. Và cái bài hát này nó đã đi vào tâm thức mình hồi cái thở còn học trò, còn là sinh viên, cho nên mình hát say sưa. Nhất là trong đời sống mình, tình cảm mình nó đã có một cái liên hệ gì với cái bài hát Tử Tình kia. Thế cho nên mình hát, mình quên mất mình hát. Mình với lời hát là một, mình đồng nhất mình với lời hát. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là người ta mời là ngày mai anh đến nhà tôi có một buổi tập vợt để trình bày, để trình diễn gì đó. Ngày mai có một bữa cơm chay gây quỹ. Rất là cần các vị đến để đóng góp văn nghệ của các vị. Thế cho nên ngay bây giờ mình phải tập hát cái bài hát mình say xưa ngày xưa, bài hát gì của Văn Cao ngày xưa đi. Tôi cũng không biết bài hát gì, tôi đại khái biết tên của tác giả thôi. Và thưa các vị, lúc các vị tập để hát thì các vị làm gì? Mình vừa giám khảo, phải không? Để chấm mình chứ. Mình vừa đọc bài nhạc nè, mình vừa hát, mình nghe thử cái mình hát như thế thì cái âm lượng của mình nó đủ lớn chưa? Cái trường độ nó đủ bằng với cái tiết tấu của cái khuôn nhạc cho phép hay không? Phải không? Rồi cái dấu lặng của người ta nó bắt dừng mấy nhịp, các vị phải dừng cho đúng chứ. Mình không hát thì thôi, hát phải cho nó ra trò chứ. Thế thì các vị vừa là người hát mà vừa là giám khảo chấm điểm mình. Lúc đó ta hình dung là có một người nhìn người đang hát, có đúng không? Thế thì tự tánh định là gì? Thưa các vị nhận ra được, ngộ ra được cái năng lực nhận biết. Đó là cái năng lực không sinh không diệt nơi tự tâm của các vị. Cái tâm bất động của các vị hay là cái bản lai diện mục thực của các vị. Thế thì thưa các vị, tùy cái mức độ ngộ sâu hay cạn của các vị mà các vị có thể an trú được ngay thân ngũ uẩn này. Thân đi, thân đứng, thân nói, thân cười. Luôn bị cái sự nhận biết, cái giám định, tức là luôn có ánh sáng của nhận biết chiếu sáng đó. Rồi khi có buồn, có giận, có ghét, có thương, tức là thọ uẩn đang sinh khởi đây chứ. Nhưng mà nó sinh khởi thì mặc nó, nhưng mà ta bây giờ là cái nhận biết nó, cho nên ngũ uẩn vẫn như vậy. Thế nhưng mà các vị vẫn an trú trong thiền định, gọi nó là tự tánh định. Định của tổ sư thiền là tự tánh định, chứ không phải là con đường định của diệt diệt thọ tưởng định và siêu việt ngang ngũ uẩn gì cả. Chứng nghiệm niết bàn, chứng nghiệm được thiền định ngay nơi hình hài năm uẩn của ta. Và thưa các vị, cái chuyện này khi thành đạt đến một mức độ sâu nào đó thì tự nhiên các vị lúc cần thì các vị khởi mọi thứ phương tiện vì người, còn lúc không cần thì các vị tắt nó hết, thì các vị chìm vào trạng thái của bất động. Hay giải thích cách rõ ràng thế này: vì phương tiện độ sinh, vận dụng cái giận để dạy độ tôn đệ tử, thì lúc đó ông thiền sư mặt có ống đỏ ngầu,
và cần dùng vận dụng cái phương tiện độ sinh bằng cách là mạ lị hết người đó tới người kia, thì ông cũng ra rã miệng, ông chửi hết thiên hạ, bàn dân lối xóm ông chửi thẳng tay, chửi thoải mái, không có ngại ngần gì cả. Thế nhưng mà khác với ta chỗ gì? Ông làm chủ được cái điều ông muốn làm. Và mình dẫn một câu chuyện thiền để chứng minh về điều này không thôi. Các vị nói là mình nói không có sách, mách không có chứng. Các vị còn nhớ là ngài Huệ Nam là một thiền sư rất là lỗi lạc, được các Dạ Lan tự viện rất là trọng thị, là một vị thầy học Phật pháp giỏi là một, quy nghi phạm hạnh sừng sững là hai, đạo đức chói sáng là ba. Thế nhưng mà đối với con đường tâm tông, tức là đối với con đường thể ngộ đạo, thì ngài chưa thể ngộ. Và một hôm có vị thiền khách tới Dạ Lan tự viện, nhìn thấy ngài thấy thương, nói rất tiếc, thế chi mà ngài có thể rời được đạo tràng này đi tham học với các bậc thiền sư, mở được con mắt pháp, thì thầy sẽ là một món đồ pháp quý giá vô cùng trong chốn Dạ Lan. Các ngài nghe nói, ngài cũng cảm thấy có điều gì đó nó tác động vào tâm thức của ngài, và định là thôi, không còn giữ cái chức thư ký của một Dạ Lan tự viện trọng vọng nữa, quẩy gói hành cước, tức là quẩy gói du phương, làm một ông tăng lang thang đi học thôi. Sao may mắn tình cờ chưa kịp rời cái Dạ Lan đó để tìm học một vị thiện tri thức, thế thì nghe nói là ngài Từ Minh sẽ về đó làm trụ trì. Và may mắn đến với ông, cho nên ông không có nệ hà chi. Tối đó ông đắp y đi vô đảnh lễ ngài Từ Minh tham học. Ngài Từ Minh nói thư ký là một thầy nổi tiếng trong chốn Dạ Lan, thôi thầy có điều gì thắc mắc trong tâm thì thầy hãy cứ ngồi bình đẳng trước mặt tôi rồi nói chuyện cho tôi nghe, những cái gì mà nó gút mắt không giải quyết được trong vấn đề đạo lý thì tôi sẽ vì thầy giải thích giùm thôi. Cái ngày Huệ Nam người nói, dạ bạch thầy, từ mẫn thương con, thú thật và mắt đạo con chưa sáng, xin thầy coi con là đệ tử. Ngài Từ Minh thì nghĩ tuổi tác của ông đã lớn và người nổi tiếng trong Dạ Lan, người học hành, người có đạo đức, người được nhiều nơi quý trọng mà mình đâu dám nhận làm thầy ông. Cái ngài Từ Minh ngài nhá một câu thôi, ngài nói ngài học thiền của Vân Môn, ngài biết một câu khi Vân Môn nói vị tăng kia là tha ông 30 gậy, thế thì cái vị tăng kia đáng tha hay là đáng đánh vậy mà ông nói tha ông 30 gậy vậy? Ngài Huệ Nam nói, giờ bạch thầy, cái lỗi của ông kia đáng đánh đó. Cái ngài Từ Minh ngài nói, ta cứ ngỡ ta không xứng đáng là thầy ông, quá ra bây giờ ta mới thấy rõ một điều, ta xứng đáng là thầy ông. Quỳ xuống lại đi, lại đi. Và thưa các vị, cái ông già Từ Minh đó là một bậc thầy rất là lỗi lạc và kiêu hùng, tức là không có nhân tình nhân nhượng gì cả, lòng từ bi tràn đầy, cho nên quyết một lòng đẩy người là đẩy tới chốn thôi, giúp người là giúp triệt ngộ, chứ không có ngộ nửa chừng, không có giúp người ta tăng kiến giải và thể ngộ được tự tâm thôi. Cho nên ông đâu có tha, ông quần cho tả tơi, ông chửi vào mặt. Và các vị hình dung là cái bản ngã của một vị thầy lớn rồi, làm một vị thầy được kính trọng rất là cao quý trong chốn Dạ Lan, mà trước mặt của hàng vài trăm thính chúng mà ngài Từ Minh ngài hạ nhục một cách không thương tiếc. Và sau đó thì cứ mỗi một thời pháp thoại thấy mặt của ngài Huệ Nam vô ngồi là ổng mở miệng ra ổng chửi te tua, đầu trên xóm dưới, ông thầy nọ ông thầy kia gì, chửi không chừa ai hết, ai cũng dưới con mắt ổng là hàng xả rác cả, không có xứng đáng được gọi là thiện tri thức. Rồi chửi luôn với ngài Huệ Nam. Ngài Huệ Nam nói là bạch thầy, bậc thiện tri thức đầy lòng từ bi giáo đạo người ta, chứ đâu có hề mở miệng ra nói bao nhiêu chuyện thị phi giống như ngài. Con cứ ngỡ là ngài một bậc thầy lỗi lạc trong chốn Dạ Lan, quá ra thầy là một vị thầy đầy lòng thị phi. Con từ ngày ở đây với thầy, học với thầy, con chỉ nghe trong lòng con chất chứa đầy cái chất phiền muộn thôi. Cái ngài Từ Minh ngài trợn mắt, ngài nói mi là một kẻ ác, mi dám mạ lị thiện tri thức ư? Mi tưởng rằng những lời ta nói
đó là lời thị phi mã lý ngươi ư? Cái ngay câu nó nói ngài Huệ Năng ngài bật sáng chợt ngộ. Thưa các vị, cái nhân duyên rất là dày để đưa đến câu chuyện chợt ngộ ra. Tất cả những cái lời mạ lị chửi mắng thị phi vốn không phải là lời ác. Tất nhiên nhân duyên rất là dài, mình không muốn dẫn ra đây tại vì thấy giờ nó cũng cạn rồi. Nhưng mà cái điều mình thưa lại là thế này: các vị mà thể ngộ ra được cái tâm bốc động của các vị, tức là cái tự tánh không sinh không diệt, hay nói một cái từ gần là các vị chính là cái nhận biết chứ không phải là cái bị biết, thế thì điều gì nó xảy ra? Người ta có trút vào đầu tôi ngàn muôn lời mạ lị phỉ nhổ đắng cay hay là quỷ nhục? Thưa các vị, không phải là cái điều kiện làm xúc phạm gì tôi cả, mà nó là cái điều kiện tốt lành để cho cái sự nhận biết tôi nó bật sáng thôi. Tại sao? Người ta mạ lị, người ta vu khống, người ta phỉ nhổ, người ta quỷ nhục trước mặt bao nhiêu người làm tổn thương tôi, có thể lúc ban đầu, tức là giây phút đầu, nó khởi lên một cái ý niệm bực bội, tức tối, bất an. Cho phép nó khởi lên một chút đi. Để làm gì? Để liền tức khắc tôi mời cái nhận biết tôi có mặt để nhận biết cái trạng thái của cảm thọ buồn, giận, ghét, thương sinh khởi trong tôi. Phải không? Thế thì không có lời nào gọi là lời quỷ nhục mạ lị hay là đắng cay gì đối với người an trú được trong tự tánh định cả. Và cái định đó các vị mang nó đi khắp cùng trời cuối đất, nơi nào các vị cũng có sẵn ở trong đây. Không có một giây phút nào trong đời người ta thiếu vắng cái bản chất tự tánh định bên trong của ta cả. Tự tánh định nó vốn là cái nhận biết của các vị chứ chẳng có chi lạ. Gọi nó là tự tánh là sao? Do vì các vị đã có từ bao đời, các vị quên, các vị đồng nhất các vị vào buồn giận, cho nên các vị thấy các vị là cái phần nổi bên trên, trong khi thực tế nó là cái phần chìm sâu và có sẵn đang đợi chờ các vị đụng vào, đợi các vị sống với nó. Thế mà mình không bao giờ làm được điều này, mình cứ thích nổi trên bề mặt, chạy rủi rong trên mặt để bắt, để còn, để vui, để buồn, để hờn, để giận, để bất an thôi. Và thưa các vị, khi an trú được trong đây, mình lặp lại, thế thì năm uẩn ta vẫn còn bình thường như thế. Thế nhưng mà các vị là một vị thánh giữa nhân gian. Điều này không phải mình cường điệu, không phải mình dụ hoặc để cho các vị tu làm cái chi đâu, mà nó rất là thực. Giữa cuộc đời này mình thử hình dung là buồn, giận, ghét, thương nó tràn đến với ta, và ta là người an bình, tỉnh tại, đang ngồi bất động, đang nhìn buồn, giận, ghét, thương nó đến nó đi, nó diễn hành ngang qua mắt ta. Ta là nhân chứng nhận biết nó đến nó đi thôi. Thì thưa đại chúng là không có bất cứ một thứ gì trên nhân gian này lay động được các vị cả. Vững như núi, hùng dũng như phi mã lạp sơn, không có gì nhận chìm đời sống người kia được cả. Và nếu mình không tu á, thưa đại chúng, cái điều chắc chắn đó là thế này: cuộc đời này ba bên bốn phía nó có muôn vàng cái cơ hội xô đẩy các vị, tấn công các vị, nhận chìm các vị. Một lời nói, một cái nhìn, một cử chỉ đều có thể tổn thương ta cả. Thế nhưng mà nếu các vị an trú được trong pháp tu thì thách cho mọi thứ, không có thứ nào tổn thương các vị được cả. Tại vì mọi thứ nó tác động làm sinh khởi cảm thọ buồn giận trong ta, thì ta là cái nhìn, buồn giận là cái bị nhìn, khoảng cách nó liền gian ra xa thôi. Và thưa đại chúng là gần 5 giờ rưỡi rồi, mình sẽ ngồi yên bình và các vị khép mắt tĩnh tâm vài ba phút để làm quen với cái năng lực tự tánh định của các vị đang có, đang đợi chờ các vị khám phá. Và thưa các vị là lay quay cái Chủ nhật lại tới nữa. Thú thật là tôi rất là sợ mấy cái ngày Chủ nhật vừa về đây. Kinh Di Ma Cật là một văn bản kinh, nó không có dễ thâm nhập. Thứ hai nữa là cái năng lực truyền đạt và giải thích của mình nó cũng rất là hạn chế. Mình cứ đi quanh quanh ngần nói chuyện, đi tới đi lui đi hoài, mình rất là ngại ngần, sợ các vị nghe rồi chán.
rồi bỏ về nữa chừng vì rất là tội nghiệp, cố gắng gân cổ lên. Và cũng xin rất là cảm ơn đại chúng ở đây, các vị đã hết lòng nâng đỡ cho đạo tràng, đã có mặt luôn cho tới giờ phút cuối còn đông đảo như thế này. Tôi không biết là năng lực của thập phương tam bảo gia hộ hay sao, chứ còn riêng tôi thì tôi không có cái năng lực gì để giữ các vị lại cả. Có lẽ là nhờ thần linh giúp thôi sao. Và mình thỉnh ba tiếng chuông, các vị nhiếp tâm, tĩnh tâm mấy phút, sau đó chúng ta hồi hướng. Đều trở thành Phật nào.